chương 174 Yêu chủ trở về Trên đỉnh núi Vạn Yêu có một khối yêu chủ thạch, khối đá màu xanh nhạt đứng sừng sững giữa đỉnh núi. Đây chính là nơi sẽ diễn ra điển lễ công nhận yêu chủ. Hồ Vương dẫn theo các đệ tử Đại Tông Tu chân giới đến núi Vạn Yêu, yêu vương của các tộc khác cũng đã đến. Đây là lần thứ hai bọn họ tề tụ trước yêu chủ thạch. Các yêu vương đứng xung quanh yêu chủ thạch thành một vòng, tất cả đồng loạt giơ tay lên dùng yêu lực cắt một đường trong lòng bàn tay, sau đó ấn lên yêu chủ thạch. Theo trình tự, tiếp theo chỉ cần chờ yêu chủ thạch phát ra ánh sáng xanh nhạt, vì các yêu vương thừa nhận hồ vương làm yêu chủ, luồng sáng sẽ bao phủ lên người hắn, sau đó toàn bộ yêu giới sẽ cảm ứng được tân yêu chủ xuất thế. Khi các yêu vương ấn tay lên trên yêu chủ thạch, hồ vương liền nhắm mắt lại, hơi giang hai tay sang hai bên chờ được ánh sáng xanh bao phủ. Ninh Thiển Giao đứng cùng các đệ tử Đại Tông cũng thầm kích động trong lòng. Một khi Hồ Vương trở thành yêu chủ, vậy thì nàng ta không phải chính là người có khế ước cộng sinh với yêu chủ hay sao? Để xem về sau ai dám xem nhẹ nàng ta nữa. Ninh Thiển Giao nắm chặt hai tay, chờ Tân yêu chủ xuất hiện. Sao không có phản ứng gì? Mai Cửu Nhân nhìn yêu chủ Thạch vẫn im lìm, bị hỏng rồi. Mọi người sôi nổi nhìn yêu chủ Thạch các vị yêu vương vẫn còn chưa rút tay về, tuy nhiên máu trên tay họ ấn lên lại chảy dọc xuống theo thân khối đá mà không hề được hấp thu chút nào. Hồ Vương cũng thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn mở mắt ra thì liền đối diện với ánh mắt hoang mang của các yêu vương khác, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Các ngươi có dùng máu của chính mình hay không? Hồ Vương tiến tới kiểm tra tay của từng yêu vương. Hồ Vương nếu chúng ta đã tới đây thì chính là đã đồng ý để ngươi làm yêu chủ. Khổng tước vương nét mặt không rõ vui buồn nói, sẽ không sáu phạm hứa hẹn. Liệu có phải, còn cần máu của quy vương nữa hay không? Lang vương hoài nghi hỏi. Muốn lấy máu của ta? Tàng thất không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, các yêu vương khác theo bản năng liền lùi về sau một bước. Quy vương ỉ vào cái mai rùa vô cùng cứng rắn của bản thân mà lâu lâu lại đến các tộc khác kiếm chuyện. Bọn họ nếu đi mách cha của quy vương thì chắc chắn sẽ bị giáo huấn ngược lại. Nhiều năm qua các tộc chịu thiệt không ít, có thể dùng Khánh Trúc Nan Thư để hình dung. Sao Khánh Trúc Nan Thư lấy hết cả rừng tre, làm thẻ sách cũng khó viết ra cho đủ. Nguồn diễn giải thư viện.net Tàng thất nhìn hồ vương, hồ ly thúi người dám động ta một cái thử xem. Hồ Vương hiện giờ gặp lại tàng thất, tuy rằng theo phản xạ vẫn là sợ hãi nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn nghĩ bản thân vẫn còn đan dược giúp tăng lên cảnh giới nhất thời, không cần phải sợ tàng thất, thậm chí cho dù tính là tàng lục tới thì hắn nghĩ mình cũng có thể nghênh chiến. Vị trí yêu chủ đã ngay trước mắt mà yêu chủ thạch lại không có chút động tĩnh nào, lời của lang Vương như khai sáng cho hắn, vừa lúc tàng thất lại xuất hiện, hồ vương liền quyết định ra tay lấy máu của quy vương hai người trên đỉnh núi vạn yêu bắt đầu đánh nhau hồ vương sau khi nuốt đan dược thì cảnh giới tăng mạnh hắn không cho tàng thất có cơ hội kêu cứu chỉ cần hôm nay tàng lục không tới thì vị trí yêu chủ chắc chắn sẽ thuộc về hắn tàng lục có là đại năng độ kiếp đi nữa thì có làm sao ông ta dám ra tay với yêu chủ sao nào ngờ tàng lục vậy mà vẫn xuất hiện còn vừa tới liền cho hắn một cái tát các yêu vương khác tức khắc giơ tay che mặt mình lại, cảm giác bản thân cũng bị ăn tát, hít sâu một hơi, phản xạ thuần thục cho thấy đã từng bị không ít lần. Một đám quy nhi tử, tàng lục chỉ chỉ vào các yêu vương, trước kia thì ức hiếp quy nhi tử của quy, bây giờ lá gan càng lúc càng lớn, còn dám mơ ước vị trí yêu chủ, chỉ bằng chút bản lĩnh còn con của các ngươi mà cũng dám nghĩ. Khổng tước vương buông tay đang bụng mặt, thành khẩn hối lỗi, Trước kia chúng con còn nhỏ không hiểu chuyện, tàng lục thúc dậy dỗ phải à? Tập tính của quy tộc phát dục chậm, tiến dai cũng chậm, tàng thất khi còn nhỏ ngay cả nói chuyện cũng chậm. Hắn lại thích chơi với người khác nên bị các tộc khác bắt nạt không ít lần. Những người này sau đó đều bị tàng lục giáo huấn qua một lượt. Chỉ là tàng lục thúc, thúc xem, yêu giới vạn năm nay vô chủ, Hồ Vương nói có thể mở ra đại môn của yêu giới sau đó chúng ta có thể tới lui trao đổi với tu chân giới. Lang Vương lấy lòng nói. Hồ Vương chưa từng chịu nhục nhã như thế này, hắn và Tàng Thất không tính là đồng trang lứa, huống chi trước kia còn có mối thù bị đá ra khỏi yêu giới, thêm nữa hiện tại hiệu quả của đan dược trong người hắn vẫn còn. Hồ Vương vốn đang cúi đầu bụng mặt đột nhiên động thủ, hắn thế mà xông thẳng tới chỗ Tàng Lục còn dám động thủ với quy. Tàng lục thấy hắn xông tới thì càng tức giận hơn, trực diện đón đầu hồ vương, vươn tay tắt hắn bay sang một bên. Hồ vương vậy mà hiện ra cả bản thể, chín cái đuôi quất loạn trên đỉnh núi vạn yêu, đuôi quét đến đâu đất đã vỡ vụn đến đấy. Tàng lục giận dữ hơn nữa, một thân hôi thối của người muốn ngạt chết quy à. Hai người đánh đến trời đất dung chuyển, các yêu vương khác dối rít né tránh, tàng thất dựng mai rùa của mình ở bên cạnh, trốn ở bên trong xem diễn. Diệp tố, các người thật sự tới đây à? Liên liên chạy qua hô lên, nàng nhìn thấy cốc lương thiên thì giật mình, sao hắn cũng ở đây? Việc này ta sẽ giải thích sau. Diệp tố lướt qua liên liên, gọi người ở phía trước, tiểu sư muội, người muốn đi đâu đó. Ninh thiển giao vốn định yên lặng rời đi cả người đột nhiên cứng đờ, nàng ta chậm rãi quay lại trợn to mắt nhìn Diệp Tố. Nàng ta không nghĩ tới Diệp Tố và Du Phục thời còn có thể đuổi theo tới yêu giới, tựa hồ còn tìm được chống lưng, trong lòng nàng ta ghen ghét không thôi, bản thân nàng ta rõ ràng đã dựa được vào Hồ Vương. Tại sao bọn họ lúc nào cũng có thể tìm được người lợi hại hơn? Đại sư tỷ, chúng ta lần này tới đây là vì tu chân giới. Ninh Thiển Giao đứng thẳng lưng, nàng ta đã là tu sĩ đại thừa trung kỳ, không cần phải sợ Diệp Tố. Các ngươi cứ làm chuyện của các ngươi. Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên mặt Ninh Thiển Giao, ta chỉ là muốn tiểu sư muội trả lại một món đồ mà thôi. Ngón tay dưới ống tay áo của Ninh Thiển Giao không nhịn được mà rung lên, đầu nàng ta căng chặt, Thiển Giao không hiểu đại sư tỷ đang nói cái gì. Huyền âm chi thể của ngươi từ đâu mà có, còn cần ta giải thích sao? Diệp Tố hỏi lại nàng ta. Ở một bên, Lục Trầm Hàn vốn chỉ yên tĩnh đứng xem đột nhiên ra tay với cốc lương thiên, hắn vừa xuất kiếm, kiếm ý lạnh lẽo của thất tuyệt kiếm liền bổ ập xuống, cốc lương thiên chỉ đành phải vội vàng tránh né. Sao tất cả đều đánh nhau vậy? Mã Tổng Thu đứng bên cạnh nhìn thế cục chia thành ba phần mà ngơ cả người, thế này chúng ta còn có thể mời yêu giới hợp tác không? Ninh Thiển Giao vừa nghe Diệp Tố nhắc tới huyền âm chi thể tức khắc liền trột dạ, nàng ta khẽ cắn môi, một bàn tay dưới ống tay áo tập trung linh lực, sau đó bỗng nhiên tung một trường toàn lực về phía Diệp Tố và Du Phục Thời, rõ ràng là muốn dồn hai người vào chỗ chết. Chẳng qua bị khắp huyết kiếm bay tới đánh tan. Du Phục Thời vốn vẫn luôn đứng phía sau Diệp Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Thiển Giao, ngươi lấy đồ của ta. Chỉ là một câu đơn giản nhưng cả núi vạn yêu như dung lên, yêu khí chung quanh như động lại, gió lớn nổi lên phần phật rít gào khắp đỉnh núi. Tất cả tu sĩ cùng yêu đều không tự giác an tĩnh lại. Diệp tố nghiêng người nhìn du phục thời, lúc này nàng mới phát hiện hai mắt của tiểu sư đệ đã hoàn toàn biến thành màu tím, gió thổi qua mái tóc dài của hắn, như lột xác thành một người khác, cao cao tại thượng. Nó đã hòa thành nhất thể với ta. Sắc mặt ninh thiền giao biến hóa liên tục, cuối cùng dừng lại ở biểu tình đắc ý, người muốn lấy lại cũng đã chậm rồi dù phục thời chỉ lặp lại lời vừa rồi ngươi lấy đồ của ta lời vừa dứt thì đầu gối của ninh thiển giao đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt có một cổ lực lượng vô hình đổ ập xuống khiến nàng ta quỳ dạp xuống đất hai đầu gối nện mạnh xuống khiến đất đá xung quanh nứt ra như mạng nhện mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến các đệ tử đại tông bị dọa giật thót bọn họ vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra dù phục thời bước về phía trước hai bước tay phải vươn ra đầu ngón tay hơi cong lại, Ninh Thiển Giao liền phát ra tiếng hét cực kỳ thê thảm, nửa người trên ngửa ra sau, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy. Bởi vì khế ước cộng sinh, Hồ Vương cũng cảm nhận được đau đớn, vốn dĩ đánh với tàng lục là đã phải vận hết sức, đỡ trái hở phải, bây giờ càng thêm là cá nằm trên thớt, không có chút lực phản kháng nào, cửu vĩ hồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại hình người, quỳ dạp xuống đất hai tay chụp lấy ngực của chính mình, dường như có thứ gì đó đang chạy tới chạy lui. Quy còn chưa bắt đầu đánh mà ngươi đã bắt đầu ăn vạ rồi. Tàng lục bị dọa nhảy dựng, cách hồ vương một khoảng rất xa. Hồ vương còn như thế, không cần phải nói đến ninh thiền giao, mặc dù cách lớp quần áo nhưng mọi người có thể thấy được rõ ràng cánh tay của nàng ta có cái gì đó phồng lên, rồi lại xẹp xuống. A, à, Ninh Thiển Giao muốn dùng tay chạm vào cơ thể để xem xét nhưng đôi tay lại bị một cổ uy áp vô hình cố định. Hai cánh tay buông xuôi cứng đờ bên cạnh đầu gối. Mười ngón tay bị tách ra tới mức tận cùng, bị vặn cong lại như móng vuốt. Nhan Hảo dùng quạt lông che lại mặt, nhỏ giọng hỏi Mai Cửu Nhân bên cạnh. Sư Huynh, chuyện này rốt cuộc là sao? Nàng không nhớ được Du Sư Đệ và Ninh Thiển Giao có quan hệ gì với nhau. Mai cử nhân cũng giơ tay lên giả vờ che lại nửa mặt dưới của mình thấp giọng đáp, ta cũng không biết. Lục trầm hàn không phải có quan hệ rất tốt với ninh thiển giao sao? Nhan hảo nhìn sang bên kia, lục trầm hàn đã dừng tay, hắn nhìn thấy bộ dáng của ninh thiển giao như vậy nhưng lại không hề có ý muốn ngăn cản chút nào. Hừ, nam nhân côn luân không đáng tin. Mai cửu nhân kề sát vào tai sư muội nhà mình nói nhỏ lúc này đôi mắt cùng hai bên tai của ninh thiền giao cũng bắt đầu đổ máu tiếng la hét đổi thành ngắt quãng xin tha đại sư tỷ cứu ta không liên quan tới thiền giao là sư phụ là ông ta làm gương mặt diệp tố vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh không có chút nào dao động giọt máu đó đúng là do dương đàm đút cho ninh thiền giao nhưng tiểu sư muội tuyệt đối không phải là không biết gì Du phục thời hẳn là cảm thấy Ninh Thiển Giao quá ổn ảo nên đầu ngón tay hơi cong lại thêm một chút, Ninh Thiển Giao chỉ còn có thể phát ra tiếng hừ hừ mà không thể nói ra thêm lời nào nữa. Máu thịt của nàng ta vốn dĩ đã bị ngạch linh huyết cải tạo, thu hồi giọt ngạch linh huyết tương đương với việc thân thể nàng ta sẽ khôi phục lại bộ dáng trước kia. Nỗi thống khổ phải nhận khi ép buộc dung hợp trước kia hiện giờ còn khuếch đại ra gấp hàng chục lần. A à, Ninh Thiển Giao phát ra tiếng hét bén nhọn cuối cùng. Sau đó nửa người trên cong oặt ra sau cơ hồ song song với mặt đất. Giữa chán nàng ta chậm rãi nứt ra. Giọt ngạch linh huyết có chút ảm đạm từ khe hở chậm rãi bay ra. Dù Phục thời nhìn giọt ngạch linh huyết đang trôi tới, ánh mắt có chút ghét bỏ. Hắn không thích đồ vật của mình bị người khác chạm qua, đặc biệt còn là một thứ quan trọng như ngạch linh huyết. Ngạch linh huyết tựa hồ cũng cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn màu sắc càng thêm ảm đạm xuống, tốc độ trôi tới cũng chậm hơn. Tuy vậy sau khi quang liên tục mấy đạo thanh khiết thuật sang, du phục thời cuối cùng cũng chấp nhận, ngón trỏ hắn nhẹ nhàng điểm vào giọt ngạch lịch huyết đặt lên chán, giọt máu ngay lập tức biến mất. Ngay sau đó, khối yêu chủ thạch trên đỉnh núi vạn yêu bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy du phục thời, khắp nơi trong yêu giới tự phát ra tiếng kêu ầm vang của muôn tộc, nghênh đón yêu chủ trở về các yêu vương khác khiếp sợ không thôi, bọn họ thậm chí còn không biết du phục thời là ai, vì sao công nhận của yêu chủ thạch lại rơi xuống người của người này. Yêu chủ của quý trở về rồi. Tàng lục cảm động hô lên, thuận tay chụp đầu quy nhi tử của mình bắt hắn quỳ xuống, gọi yêu chủ. Tàng thất lập tức quỳ xuống hô yêu chủ. Các ngươi còn đứng đó ngơ ngác cái gì? Tàng lục nói với các yêu vương khác, quỳ xuống cuồng phong quét qua núi vạn yêu phát ra tiếng kêu như gào thét, các yêu vương nhìn nhau, lại nhìn du phục thời đang đứng trong luồng sáng của yêu chủ thạch, rốt cuộc đều quỳ xuống. Riêng hồ vương thì nằm dài trên mặt đất, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm ninh thiển dao đang nằm sõng xoài cách đó không xa, máu thấm ra nhuộm đỏ cả người nàng ta, tràn khắp mặt đất xung quanh, hô hấp tuy còn tính là vững vàng nhưng dường như có thứ gì đó đã thay đổi có thứ gì đó vẫn luôn áp chế trong huyết mạch đã biến mất. Khế ước cộng sinh vốn dĩ yêu cầu cảnh giới của hai bên tranh lệch không nhiều, chứ không phải một bên đơn phương kéo bên còn lại. Yêu trời sinh luôn thèm muốn lực lượng, nếu đối tượng cộng sinh chỉ biết phân chia lực lượng của yêu thì kết quả cuối cùng của phần khế ước này chắc chắn sẽ là phản phệ. Chương 175 Giới luồng sáng từ yêu chủ thạch bao phủ cả người du phục thời khiến mọi người bên ngoài nhìn không rõ bộ dáng của hắn, chỉ cảm nhận được sự rực rỡ xinh đẹp lẫn cao quý của một loại lực lượng không nói nên lời. Khi ánh sáng màu xanh nhạt rốt cuộc biến mất, tiếng gào giống trên đỉnh núi vạn yêu cũng tạm ngừng, lúc này bọn họ mới có thể thấy rõ du phục thời. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng dường như có chỗ nào đó đã thay đổi, một đôi mắt tím đạm mạc không gợn sóng, quanh người còn giải rác vài điểm sáng rót lại, phảng phất như một thần minh. Tuy nhiên, ánh mắt của thần minh sau khi chạm đến một người thì liền biến trở về tiểu sư đệ lười nhắc ưa làm nũng nọ. Dù phục thời nghiêng đầu nhìn Diệp Tố, mặt mày giãn ra, lấy về rồi. Diệp Tố đảo mắt nhìn sang các yêu vương đang quỳ trên mặt đất, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ đến yêu giới để lấy lại ngạch linh huyết, trước khi đến nàng còn chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án khác nhau, cách nào cũng dự là sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm sức không ngờ đến vừa tiến vào yêu giới lại gặp ngay cha con tàng lục thậm chí một đường đến đây nàng không cần phải tốn chút sức nào có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không diệp tố bước tới hỏi hắn không biết nghẹt linh huyết đã ở trong cơ thể ninh thiền giao lâu như vậy có biến chất chút nào hay không du phục thời lắc đầu khi diệp tố bước tới trước mặt hắn ngón tay hắn lặng lẽ níu lấy ống tay áo của nàng sau đó nhỏ giọng đắc ý nói ta là yêu chủ diệp tố muốn hỏi hắn có nhớ lại chuyện trước kia chưa nhưng địa điểm hiện tại không thích hợp có quá nhiều người ngoài nên nàng đành nhịn xuống hỏi hắn sau thế nhưng lúc này hồ vương lại đột nhiên phóng lên hắn không xông về phía du phục thời tàng lục vốn dĩ cũng chỉ muốn yêu chủ trở về nên nay tâm nguyện đã thành ông cũng không buồn bận tâm hồ vương nổi điên cái gì Diệp Tố quay đầu lại nhìn thì thấy Hồ Vương ôm Ninh Thiển Giao lên, nàng còn nghĩ hắn muốn dẫn theo nàng ta chạy trốn. Ninh Thiển Giao hiển nhiên cũng cho là như vậy, nàng ta suy yếu dựa vào trên người Hồ Vương, uất ức đỏ cả hai mắt, trong lòng thầm nghĩ may mắn bản thân còn có Hồ Vương che chở, tuy rằng Hồ Vương không lấy được vị trí yêu chủ. Dẫn ta rời khỏi đây, hai tay Ninh Thiển Giao nắm chặt vạt áo trước ngực Hồ Vương khóc nức nở nói, nàng ta hiện tại không những bị thu hồi lại máu mà từ nay về sau không còn là huyền âm chi thể, cũng không thể lấy ra bảo bối nào nữa, còn bị mất mặt như vậy trước mặt Diệp Tố, nghĩ đến thế thôi nàng ta cảm thấy như muốn phát điên. Nàng ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hồ Vương nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Ninh Thiển Giao với ánh mắt đa tình. Ai cũng không ngờ tới động tác tiếp theo của hắn vậy mà lại là duỗi tay chọc vào trong linh phủ của Ninh Thiền Giao đôi mắt vốn dĩ đã to của Ninh Thiển Giao nay lại càng chừng lớn đến đáng sợ. Bàn tay đang nắm vạt áo của đối phương buông thõng, nàng ta chậm rãi cúi đầu nhìn móng vuốt của Hồ Vương đào ra Nguyên Anh từ linh phủ của mình. Đây là thứ mà bất kỳ tu sĩ nào sau khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đều sẽ có, tương đương với đường sống cuối cùng khi gặp phải nguy hiểm. Đôi mắt đa tình của Hồ Vương nhìn Ninh Thiền Giao như nhìn bạn lữ mà mình yêu thương thắm thiết, trong khi tay cầm nguyên anh của nàng ta lại không do dự bỏ vào miệng nuốt xuống. Khế ước cộng sinh, bất luận một bên nào chết thì bên còn lại cũng không thể sống. Khi Hồ Vương moi ra nguyên anh của Ninh Thiển Giao thì sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệt, tuy nhiên sau khi ăn nguyên anh thì trong nháy mắt thần sắc lại khôi phục như cũ. Chỉ cần tự tay đào ra nguyên anh hoặc yêu đan của đối phương sau đó nuốt xuống thì khế ước cộng sinh sẽ vô hiệu hoặc thay vì nói là khế ước mất đi hiệu lực thì chính xác hơn là cộng mệnh của đối phương vào trên người mình, cũng chính là phản phệ mà tu chân giới hay nói đến. Người, vừa nói được một chữ ninh thiền giao đã hộc một mồm máu to, nàng ta không bao giờ nghĩ tới hồ vương sẽ xuống tay với mình, hai người rõ ràng đã kết khế ước cộng sinh. Diệp tố nhíu mày, nàng cũng cực kỳ ngoài ý muốn với hành động của hồ vương, trong nguyên tắc tình cảm của hai người này rất tốt, tuy rằng dưới tình yêu nhưng rõ ràng trên tình hữu nghị. Nghĩ đến cái gì đó, Diệp Tố rời tầm mắt về phía lục trầm hàn, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn Ninh Thiển Giao và Hồ Vương một cái, không có chút nào đau lòng hay đồng tình, thậm chí một tia kinh ngạc hay khiếp sợ cũng không có. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác với hướng đi trong nguyên tắc nàng chưa từng can thiệp bất kỳ chuyện gì giữa nam nữ chủ, tuy vậy quan hệ của bọn họ vẫn thay đổi sao? người nhìn tên dịch huyền đó làm cái gì tiểu sư đệ đứng bên cạnh bất mãn lên tiếng vốn dĩ các ngón tay chỉ nắm nhẹ ống tay áo của nàng thì lúc này bàn tay rời hắn lên trên nắm cả tay áo và tay nàng còn dùng sức lắc lắc hắn không đẹp bằng ta vì lúc trước lục trầm hàn ra tay muốn giết cốc lương thiên dịch huyền muốn cản lại nên đứng giữa hai người họ cách lục trầm hàn không xa nên tiểu sư đệ hiểu lầm Diệp Tố quay đầu lại thì đụng ngay đôi mắt màu tím của tiểu sư đệ, ta không có đang nhìn dịch sư đệ, mà đôi mắt của đệ có thể biến lại hay không? Dù phục thời cho rằng Diệp Tố không thích đôi mắt của mình vì nó xấu, nhắm tịt hai mắt lại, biến lại rồi. Diệp Tố cũng đã quen với những hành sáu ấu trị thế này của tiểu sư đệ nên cũng chỉ bật cười một tiếng, sau đó nàng lại quay sang nhìn ninh thiển giao bên kia, lông mày không kìm được mà trao lại. Hồ Vương đã ném Ninh Thiển Giao xuống đất. Đoạn hắn nhìn thoáng qua tàng lục, không biết nghĩ gì cuối cùng lại quỳ xuống với Du Phục Thời. Hồ yêu chủ, Du Phục Thời chẳng phản ứng lại ai, nhưng khi Diệp Tố đi qua chỗ Ninh Thiển Giao thì hắn liền đi theo. Diệp Tố đi đến trước mặt Ninh Thiển Giao, nguyên anh của nàng ta đã bị Hồ Vương ăn mất, Linh Phủ cũng bị móng vuốt của hắn đào nát. Không phải ai cũng như Diệp Tố, Linh Phủ như đồ giả vậy, nói sụp là sụp linh lực không ngừng phiêu tán ra từ lỗ to trên bụng ninh thiền giao. Thêm nữa nàng ta vừa bị lấy ngạch linh huyết ra trước đó nên cả người mà mặt đất xung quanh đều thấm đỏ máu, tổng thể trông rất đáng sợ. Tất cả, đều, tại, ngươi. Mặc dù đã cận kề cái chết nhưng ninh thiền giao vẫn hận diệp tố thấu xương, nàng ta trừng mắt nhìn chằm chằm diệp tố, tựa hồ như muốn ghi tạc bộ dáng của diệp tố vào trong xương tùy, đều là lỗi của ngươi ninh thiển giao vì cố sức nói ra những lời này nên động tới miệng vết thương máu lại không ngừng trào ra diệp tố ngồi xổm xuống hỏi nàng ta vì sao dương đàm lại cho ngươi dùng ngạch linh huyết cứu ta cả người ninh thiển giao run rẩy nàng ta vươn tay bắt lấy vạt áo diệp tố nức nở van xin đại sư tỷ ta không muốn chết du phục thời thấy vậy thì cực kỳ không vui đầu ngón tay khẽ chuyển một đạo ánh sáng xanh phóng ra không chút nào lưu tình đánh vào bàn tay Ninh Thiển Giao đang kéo vạt áo Diệp Tố. Diệp Tố nhận thấy, nàng quay đầu nhìn Du Phục Thời. Bàn tay Ninh Thiển Giao bị chém rớt trên mặt đất, không biết nàng ta lấy sức lực từ đâu mà gom lại chút linh lực cuối cùng đánh về phía Diệp Tố. Diệp Tố theo bản năng dựng lên thần thức, hình thành một chiếc chuông phòng hộ ngăn cản đòn tấn công của nàng ta, khiến bàn tay còn lại của Ninh Thiển Giao cũng bị đánh gãy một kích này đã tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại của Ninh Thiền Giao. Nàng ta không chống đỡ nổi nữa, cả người run rẩy dữ dội, trước khi chết còn nguyền rùa. Các người cũng sẽ sống không lâu đâu. Diệp tố nhíu mày nhìn Ninh Thiền Giao chút hơi thở cuối cùng. Nàng vẫn chưa có đáp án vì sao Dương Đàm lại không dùng giọt ngạch linh huyết mà lại cho Ninh Thiền Giao. Hồ Vương quỳ một bên tuy rằng cúi thấp đầu nhưng cả người lại căng chặt, chuẩn bị sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Diệp Tố liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người quay về chỗ cũ. Nếu người thiên cơ môn các người làm yêu chủ thì mọi việc lại càng dễ hơn rồi. Đệ tử Thượng Khuyết Tông nói với Diệp Tố và Du Phục Thời, mở ra yêu giới, xuất yêu quân tiêu diệt ma giới đi. Người nói chuyện với yêu chủ chúng ta kiểu gì đó hả? Tàng lục xoay đầu về phía đệ tử Thượng Khuyết Tông giống lên, không biết trên dưới. Đệ tử Thượng Khuyết Tông ngây người, trong nháy mắt câm miệng, hắn dám nói chuyện với Diệp Tố kiểu đó những không dám bất kính với một đại năng. Đại môn của yêu giới ở đâu? Diệp Tố hỏi Tàng Lục. Tàng Lục chỉ chỉ vào không phía trước vách đá dựng yêu chủ thạch, ở ngay đây. Mọi người nhìn vào không chung, chẳng thấy cái gì cả. Chỉ có yêu chủ mới có thể mở ra. Tàng Lục nói. Diệp Tố nhìn sang các đệ tử Đại Tông, bọn họ lần này tới đây là vì muốn mượn sức của đại quân yêu giới ma giới dị động xuất quân xâm lấn tu chân giới thế nên chúng ta muốn hỏi các vị yêu vương liệu có nguyện ý ra tay tương trợ sau khi chạm mắt với mấy người từ trình ngọc diệp tố hỏi các vị yêu vương vẫn còn đang quỳ gối một bên đều nghe yêu chủ quyết định khổng tước vương nói các yêu vương khác sau khi do dự cũng trả lời sẽ nghe theo yêu chủ an bài tuy nhiên sau khi đã xác nhận có thể xuất yêu quân thì còn lại một vấn đề cuối cùng vẫn chưa giải quyết được đó là du phục thời không biết cách mở ra đại môn yêu giới mọi người không ai bảo ai đều đổ dồn ánh mắt về phía tàng lục người lớn tuổi nhất ở đây tàng lục lắc đầu nói quy cũng không biết làm sao để mở ra yêu chủ cứ vậy cứ vậy là nó mở ra mọi người nói cũng như chưa nói Tuy nhiên để tập kết yêu quân cũng cần thời gian, trong thời gian tìm cách mở ra yêu giới các yêu vương cũng có thời gian để triệu tập, sắp xếp nhân thủ. Lục Trầm Hàn chỉ còn lại một mình, hai đệ tử Thượng Khuyết Tông hiển nhiên năng lực cũng chỉ thường thường, tình thế lúc này hắn thân cô thế cô nên đành phải im lặng, tạm thời không động thủ với cốc lương thiên nữa. Những người khác thì đi theo tàng lục đến yêu thành lớn nhất yêu giới dưới chân núi Vạn Yêu các yêu tộc đều có quân đóng tại tòa yêu thành này. Tàng lục hưng phấn nói, trước kia ta đi theo yêu chủ đánh hết một lượt các yêu tộc ở đây. Bây giờ vẫn có thể đánh một lần nữa. Diệp tố liếc mắt nhìn du phục thời, không nghĩ ra tiểu sư đệ lười biếng đánh hết một lượt các yêu tộc như thế nào. Cha, người già rồi, toàn bộ yêu giới không ai đánh lại ngài đâu. Ánh mắt tàng thất trông mong nói, hiện tại là thiên hạ của quy nhi tử, Tàng lục giơ hai tay lên chống má, hoảng hốt thốt lên, ai cha, không còn ai có thể giáo huấn quy rồi. Đoàn người đi đến nơi đóng quân của quy tộc, là một tòa tiểu thành hình mai rùa khổng lồ, bước vào bên trong đâu đâu cũng có thể thấy trang trí từ mai rùa. Các người có thể nghỉ ngơi ở đây. Sau khi tàng lục sắp xếp chỗ ở cho mọi người ổn thỏa thì quay đầu nói với tàng thất, con đi triệu tập các tộc nhân lợi hại đi, chờ sau khi yêu giới mở ra chúng ta sẽ đi ra ngoài. Diệp Tố vừa mới tiến vào chỗ ở của mình thì Du Phục Thời đã xuất hiện ở bên ngoài. Hắn đẩy cửa bước vào. Diệp Tố, ta có cái này cho ngươi. Diệp Tố không hỏi là thứ gì mà ngược lại hỏi. Hôm nay có mệt không? Lúc trước mỗi một lần Du Phục Thời có động tác gì lớn là sẽ mệt mỏi không thôi. Không buồn ngủ. Du Phục Thời hơi nhắc cao cằm lông mày cũng nhướng cao mang theo sự vui vẻ đắc ý ta đã nói ta có rất nhiều đồ vật hắn đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay diệp tố sau đó hai người liền biến mất ở trong phòng tiến vào trong một giới khác diệp tố chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái sau đó nàng liền tới một nơi xa lạ nơi này giống như một huyệt động thiên nhiên có một cầu thang hướng lên trên nơi cao nhất là một cánh cửa đóng chặt từ miệng huyệt động đến dọc theo cầu thang đến cảnh cửa đó có không ít pháp bảo cùng các bình đan dược linh tinh nằm lăn lốc khắp nơi. Diệp Tố thấy được rõ ràng mỗi một kiện đồ vật trên mặt đất đều cực kỳ chân quý ở tu chân giới, lấy đại một món ra thôi cũng đều có thể khiến tu chân giới tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Dù phục thời kéo tay Diệp Tố muốn đi lên trên nhưng nàng lại không nhúc nhích, lúc này hắn mới quay đầu nhìn lại. Diệp Tố đang nhìn chằm chằm một lỗ hổng trên vách đá, nàng bước qua, khom lưng, dùng ngón tay đo đạc một chút, không lớn không nhỏ, vừa đủ một hạt châu được khảm vào. Nàng tức khắc nghĩ ngay tới hạt tử Lê Anh Mộc mà Ninh Thiển Giao mang trên cổ lúc trước. Thì ra là moi từ đây xuống. Chúng ta đi vào bên trong. Du phục thời kéo kéo Diệp Tố. Diệp Tố lúc này mới đứng dậy, đi theo du phục thời vào bên trong, dọc theo đường đi nàng cúi đầu nhìn các loại pháp bảo, đan dược trên mặt đất, trong đầu nàng chợt nhớ lại những món đồ mà Ninh Thiển Giao lấy ra trong phần sau nguyên tắc khiến các đại tông khiếp sợ không thôi. Hiện tại các đồ vật đó đều nằm đây không thiếu món nào. Thế nên là, Ninh Thiển Giao vẫn luôn ỉ vào ngạch linh huyết vào đây để nhặt đồ vật. Tử Lê Anh Mộc ở gần phía ngoài nhất, vị trí nằm của các pháp bảo, đan dược cũng tương ứng với thời gian phía sau của nguyên tác. Việc này nói rõ Ninh Thiển Giao không thể một lần mang hết những thứ này ra ngoài, hẳn là tu sáu phải càng cao thì mới có thể càng đi được sâu vào trong huyệt động hơn. Trong khi Diệp Tố đang liên kết các mối suy nghĩ thì du phục thời đã nhẹ nhàng đẩy ra cảnh cửa ở sâu trong huyệt động. Một luồng ánh sáng chói lòa hiện lên khiến Diệp Tố không khỏi giơ tay che lại mắt. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu sư đệ, đến lúc trả nợ. chương 176 Chiếc đuôi Đại môn giày nặng bị đẩy ra, Diệp Tố bị ánh sáng chói lòa đằng sau cánh cửa chiếu lóa cả mắt, nàng theo bản năng giơ tay lên che mắt lại, chờ khi nàng buông tay xuống nhìn xem bên trong có gì thì trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bên trong bầy đầy âm ấp các dương, không ít dương mở ra để lộ những đống linh thạch cực phẩm màu tím chứa đầy bên trong, toát ra ánh sáng tím lấp lánh, ngoài ra còn có không ít thiên tài địa bảo mà Diệp Tố nhận không rõ bị tùy ý ném khắp nơi trên sàn. Diệp Tố không cần nhìn những thứ khác, chỉ nhìn những chiếc dương to được dùng để đựng đồ cũng đã thấy được chế tạo từ tài liệu quý hiếm đã biến mất trong tu chân giới từ lâu. Khó trách tiểu sư đệ trướng mắt từ Lê Anh Mộc. Người muốn cái gì cứ lấy cái đấy. Vị tiểu sư đệ nào đó hào phóng nói. Diệp Tố hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, nàng quay sang hỏi du phục thời, đây là giới của đệ. Du phục thời gật đầu, của ta ở bên trong này hắn không nhận thấy có hơi thở của người ngoài, chứng minh Ninh Thiển Giao còn chưa tiến vào được đây. Điều này khiến nét mặt của Du Phục Thời cũng vui vẻ hơn, hắn rất chán ghét người ngoài chạm vào đồ vật của hắn. Diệp Tố là người ngoài, phải dựa vào chủ nhân của nơi này là Du Phục Thời nắm tay mới tiến vào được giới nên hai người vẫn luôn nắm tay nhau không hề buông ra. Nàng đánh giá xung quanh, phát hiện ngoài các gương linh thạch còn có mười mấy dương trang phục, kiện nào cũng rực rỡ lung linh, xem kích cỡ lớn nhỏ thì hẳn đều là quần áo của du phục thời không những thế đống quần áo này vậy mà đều là pháp bảo dầu ghê đại sư tỷ luôn chấn định trước mọi việc cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán những thứ này phải tiêu tốn bao nhiêu tâm sức và tiền tài mới có thể gom được đây có người tặng cho ta du phục thời hơi nghiêng đầu nói sao cơ diệp tố nhìn hắn người muốn gì đều có thể mang đi. Du phục thời nghiêm túc nói, trước kia ta đã hứa với ngươi. Ánh mắt diệp tố đảo qua dương linh thạch sắp tràn ra ngoài, nàng khom lưng nhặt một viên cực phẩm linh thạch tím ở trên mặt đất, lấy cái này đi. Chỉ một viên, dù phục thời cảm thấy quá ít. Diệp tố cười một tiếng, trước tiên lấy một viên này thôi. Muốn dưỡng tiểu sư đệ, một viên cực phẩm linh thạch tất nhiên chẳng thấm vào đâu ngoại trừ linh thạch và quần áo diệp tố lại đi vòng sang đến mấy cái dương đựng các pháp bảo nàng khom người định nhìn xem bên trong có những gì thì lại phát hiện bản thân không cách nào cầm được những pháp bảo trong dương phía trên những pháp bảo này có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại nó không giống với linh lực yêu lực hay là ma lực mà phảng phất là một loại lực lượng còn cao cấp hơn diệp tố thu tay về nhìn các loại pháp bảo trong dương lại nhìn về phía du phục thời sau khi thu hồi ngạch linh huyết, đệ có nhớ ra cái gì không? Tiểu sư đệ có chút hoang mang, nhớ ra cái gì? Những chuyện trước kia, Diệp Tố hỏi, quan hệ của đệ với Bồng Lai và với Thiên Cơ môn nữa. Không nhớ ra. Dù phục thời đáp, hắn không có ý muốn tìm tòi hay nghiên cứu quá khứ của mình. Vậy có thể là có nguyên nhân nào khác? Diệp Tố cảm thấy ký ức của tiểu sư đệ ngẫu nhiên mới hiện ra. Thiên tài địa bảo trong động phủ có nhiều đi nữa, thì Diệp Tố xem một hồi cũng xem xong. Ngoại trừ mang đi một viên cực phẩm linh thạch tím thì nàng không lấy đi cái gì khác cả. Nhưng Du Phục thời thì lại có, hắn lấy ra một túi càn khôn từ một cái dương, sau đó bỏ vào đó mười mấy bộ quần áo, xong xuôi mới dẫn Diệp Tố ra ngoài. Du Phục thời nằm trên giường, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên trong mộng là linh đàm quen thuộc. Hắn nhìn thấy chính mình khoác một thân áo đen mỏng đang ghé vào bên hồ, hơi ngẩng đầu nhìn một thân ảnh mơ hồ đang ngồi bên bờ linh đàm, bản thân đang mím môi thành một đường thẳng, bộ dáng đang tỏ vẻ không vui, thế nhưng mặt mày lại giấu không được sự thoải mái, đuôi dài trong hồ quẩy nước tứ tung, cố ý bắn nước ướt một thân người đang ngồi trên bờ. Người nọ tự hồ cũng không tức giận, chỉ vươn tay ra giúp hắn vén mái tóc ướt ra sau tai, không gian này về sau sẽ chỉ mở ra với ngươi, lúc nào không thoải mái thì cứ vào đây ngâm linh đàm. Phòng của ngươi ta có thể tùy ý tiến vào. Dù phục thời nghe thấy người trên bờ bật cười, có thể hay không, không phải ngươi đều tiến vào rồi sao? Sau đó hắn thấy chính mình vừa giận dỗi vừa đắc ý nói, rõ ràng là vì ngươi muốn sờ đuôi của ta. Chiếc đuôi dài trong hồ một lần nữa phá nước sông ra, đập xuống mặt nước, nước bắn tung tóe khắp nơi nhưng lần này không có bắn đến trên bờ. Người trên bờ cũng không chút nào giật mình, cũng không giải thích gì, chỉ nói, ở bên ngoài nhờ phải giấu kỹ đuôi, cẩn thận bị người khác bắt đi mất. Tu sĩ các ngươi còn xấu xa hơn cả ma. Ừ, dù phục thời lại thấy bản thân hơi nghiêng đầu, thân mật cọ cọ sườn mặt vào lòng bàn tay của người trên bờ, hiển nhiên là cực kỳ tín nhiệm đối phương không biết có phải vì cảnh trong mơ quá mức chân thật hay không mà du phục thời dường như có ảo giác một bên mặt của hắn cũng có cảm giác ấm áp tiểu sư đệ trời đã sáng nên diệp tố đi gọi du phục thời thấy hắn còn chưa tỉnh nên nàng giơ tay định lay hắn nào ngờ tiểu sư đệ lại đột nhiên cọ cọ mặt vào tay nàng du phục thời nghe thấy có tiếng gọi thì chậm rãi mở mắt đập vào mắt là diệp tố đang cúi người nhìn hắn hắn ngơ ra nhìn nàng một hồi lâu mới hoàn hồn từ từ ngồi dậy. Đệ nằm mơ sao? Diệp Tố ngồi xuống mép giường, thấy mái tóc dài của Du Phục thời dối tung thì liền thuận tay giúp hắn gom gọn tóc ra sau tai, túm lại cầm trong tay. Sau khi ngủ một đêm, đôi mắt màu tím của tiểu sư đệ đã khôi phục thành màu đen, bất quá Diệp Tố cũng không nhắc chuyện này với hắn. Du Phục thời còn chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh, hắn nghiêng mặt nhìn tay Diệp Tố đang cầm tóc giúp mình cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Hắn ngây người tùy ý để nàng giúp mình sửa sang đầu tóc, sau đó đột nhiên hắn rụi mặt vào tay nàng. Tay Diệp Tố khựng lại, sao vậy? Dù phục thời ngước mắt nhìn Diệp Tố, có chút ngơ ngác hỏi, ngươi có muốn sờ đuôi của ta không? Vị đại sư tỷ nào đó thu hồi tay, không biết vì sao có chút chuột dạ mà sờ sờ mũi, không muốn, tiểu sư đệ, yêu không thể tùy tiện để lộ bản thể. Du phục thời có chút thất vọng, ừ, một tiếng, sau đó chậm gì gì rời giường. Yêu tộc đang chọn lựa quân lực để đi tu chân giới, nhưng Du phục thời vẫn còn chưa biết làm sao để mở được cửa yêu giới, cho nên trong khoảng thời gian này cứ cách một đoạn thời gian hắn lại phải đến đỉnh núi vạn yêu nhìn xem. Tàng Lục đi theo bên người Du phục thời thao thao bất tuyệt, yêu chủ, người có còn nhớ năm đó người dẫn theo quy đi khắp nơi trong yêu giới tác oai tác oái hay không? Diệp Tố ở bên cạnh nghe vậy liền nhăn mặt, không biết đại năng quy yêu này học ăn nói ở đâu mà tính từ ông dùng chẳng có từ nào là từ đàng hoàng cả. Không nhớ, dù phục thời gọn gàng dứt khoát đáp. Nước mắt nước mũi của tàng lục tức khắc trào ra giàn rùa, đó là những năm tháng xanh mít của chúng ta đó yêu chủ. Từ ngày người bỏ theo tu sĩ là ta biết rồi. Tình cảm của chúng ta sớm muộn cũng có ngày sẽ tàn phai. Diệp Tố không nghe nổi nữa, cắt ngang hỏi, ông đi theo yêu chủ lâu như vậy, chưa từng thấy cửa yêu giới được mở như thế nào sao? Trước kia cửa yêu giới cũng chưa bao giờ đóng lại. Tàng lục nói thầm, cũng có cản được những người đó đâu. Những người đó? Diệp tố nhỡ rõ mấy đại năng độ kiếp của tu chân giới đều không thể mở ra được đại môn của yêu giới. Vậy thì, Diệp Tố bỗng nhiên nhớ tới tàng lục là yêu từ trước thần vẫn kỳ, khi đó các giới có thần tồn tại, thần có thể mở ra cửa vào yêu giới cũng không lạ. Đoàn người đứng trên đỉnh núi Vạn Yêu, chờ du phục thời có thể nhớ ra cái gì đó, nhưng mà ngoại trừ gió lớn rít gào thì chẳng có cái gì xảy ra. Tầm mắt Diệp Tố dừng ở một góc xám xịt trên đỉnh núi, nơi đó chính là nơi thi thể Ninh Thiển Giao nằm trước đó, lần đó trên đường xuống núi nàng và Dịch Huyền đã tìm một chỗ trên núi Vạn Yêu an táng nàng ta. Không phải lúc trước ông nói sau một vạn năm đại môn yêu giới sẽ mở ra sao? Dịch Huyền ôm trọng minh đao hỏi Tàng Lục. Tàng Lục gật đầu, yêu chủ nói vạn năm sau sẽ mở ra, cụ thể mở ra như thế nào thì Quy cũng không biết. Diệp Tố và mấy người liên liên đi qua đi lại mấy vòng trên đỉnh núi, muốn xem có trận pháp gì đó hay không, nhưng lùng sục mãi cũng không tìm thấy gì, trên đỉnh núi ngoài khối yêu chủ thạch ra chẳng còn cái gì khác phơi gió trên đỉnh núi cả một ngày mà không thu hoạch được gì đoàn người chỉ đành phải dẹp đường hồi phủ cốc lương thiên đâu rồi đi được nửa đường diệp tố bỗng nhiên phát hiện thiếu một người dịch huyền quay đầu lại nhìn quả nhiên không thấy cốc lương thiên đâu nữa chắc là tàu thoát rồi diệp tố nhíu mày nói quả nhiên cốc lương thiên muốn nhân cơ hội lẩn trốn vào yêu giới người bình thường đều muốn rửa sạch oan khuất của bản thân cũng chỉ có người như Cốc Lương Thiên, không những không muốn tìm tông chủ Vạn Phật Tông đối chất, hoặc là nói không dám, mà cũng không muốn làm rõ mọi chuyện. Cốc Lương Thiên mất tích, đoàn người tạm dừng một lát, sau đó vẫn tiếp tục trở về. Lần trước các yêu vương phải lấy máu ấn trên yêu chủ thạch. Trước khi đoàn người tách ra, Lục Trầm Hàn bỗng nhiên nói, có lẽ yêu chủ cũng cần lấy máu mới có thể mở ra đại môn yêu giới. Lời vừa dứt, đệ tử Thượng Khuyết Tông tức khắc cảm thấy có lý, nhất định là như thế, trên núi Vạn Yêu cũng chỉ có một khối yêu chủ thạch, yêu chủ muốn mở cửa yêu giới nhất định phải động đến yêu chủ thạch. Diệp Tố đối diện thẳng ánh mắt của Lục Trầm Hàn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngày mai lại nói. Nàng không thích nhìn thấy du phục thời bị thương chảy máu, mặc dù chỉ là một vết cắt trên đầu ngón tay cũng không được. Lục Trầm Hàn nhìn chằm chằm Diệp Tố một lát rồi rời đi tầm mắt, xoay người trở về phòng. Nửa đêm, trong rừng, Cốc Lương Thiên lấy ra một viên Tích Cốc Đan từ túi càn khôn, hắn phóng thần thức ra xa kiểm tra xung quanh. Yêu giới quá xa lạ với hắn, nguy hiểm có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào nên đành phải dựng lên 12 phần tinh thần cẩn thận. Dù chỉ là một chút thì Cốc Lương Thiên cũng không muốn dính vào đại chiến tam giới, đặc biệt là đệ tử có thiên phú như hắn thế nào cũng sẽ bị đẩy lên tuyến đầu, dễ chết như chơi. Tu chân giới không thể trở về được nữa, vô ý một chút thôi sẽ bị tông chủ tóm ngay, lúc đó một chiêu của ông thôi cũng đủ tiễn hắn về miền cực lạc. Yêu giới này lại có vẻ không tệ, tài nguyên phong phú, nghe nói còn có một chỗ tụ tập không ít tu sĩ, cốc lương thiên muốn tới đó thử thời vận. Nếu người ở lại bên người Diệp Tố, nói không chừng vẫn còn có cơ hội giữ mạng. Trên tầng cao của đại thụ đột nhiên truyền xuống một đạo âm thanh khiến lông tơ sau cổ Cốc Lương Thiên dựng thẳng lên. Hắn đã mở thần thức thế mà vẫn không nhận ra đối phương ở gần, điều này nói lên rằng cảnh giới của đối phương vượt xa hắn. Cốc Lương Thiên cứng đờ người ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng trên đại thụ thì đồng tử co rụt, nuốt nước miếng gian nan mở miệng, "Lục Trầm Hàn." Cảnh giới của hắn vốn không cao như vậy mới đúng, hắn đang dùng pháp bảo gì? Cho dù ta có thật giết ba vị sư tổ Vạn Phật Tông thì đó cũng là đại năng của Vạn Phật Tông, liên quan gì tới côn luân các ngươi?" Cốc Lương Thiên khó hiểu, Lục Trầm Hàn không hề giống người sẽ báo đáp ân tình gì đó, hơn nữa điều kiện của côn luân còn tốt hơn Vạn Phật Tông nhiều, không đến lượt hắn nợ ân huệ gì. Lục Trầm Hàn nhún gối nhảy xuống, Thất Tuyệt Kiếm Linh cũng bay ra khỏi thân kiếm, hắn nói, "Giết ngươi cũng cần lý do." "Chỉ với ngươi" Cốc Lương Thiên cười lạnh một tiếng, sau khi uống chén rượu bát thanh thì thần thức của hắn đã được tăng cường, mặc dù đánh không thắng được Lục Trầm Hàn nhưng ít nhất cũng sẽ đủ trốn chạy. Lục Trầm Hàn, ngươi được xưng là đệ nhất nhân của thế hệ tu sĩ tuổi trẻ lâu rồi có phải ngươi đã quên nhìn lại cảnh giới của bản thân hay không? Với cảnh giới chỉ mới là Hóa Thần sơ kỳ của hắn, thật sự không tính là cái gì, các đệ tử đại tông khác ai mà chưa là Hóa Thần sơ kỳ hoặc là sắp đến Hóa Thần sơ kỳ rồi đâu? Nếu là trước kia thì Lục Trầm Hàn ngươi đúng thật là ghê gớm. Cốc Lương Thiên châm chọc nói, nhưng hiện tại chưa cần nhắc đến mấy người thiên cơ môn, chỉ nói Từ Trình Ngọc thôi cũng sắp vượt qua ngươi rồi. Đúng không? Lục Trầm Hàn lắc cổ đánh một cái rốp, cảnh giới hóa thần sơ kỳ đột nhiên không ngừng tăng lên. Ngươi, áp chế cảnh giới. Cốc Lương Thiên trợn mắt nhìn người chằm chằm đối diện, sắc mặt khó coi đến cực điểm chương 177 Người có duyên Không biết Lục Trầm Hàn dùng phương pháp gì để đuổi theo cốc lương thiên, mấu chốt nhất là hắn còn áp chế cảnh giới của chính mình. Đại thừa ký, cốc lương thiên khó mà tin được nhìn Lục Trầm Hàn, chỉ mới qua hai tháng thôi, người rốt cuộc đã làm cái gì? Cốc lương thiên đều đã gặp qua hợp thể kỳ và đại thừa kỳ nên có thể dễ dàng phân biệt ra được áp lực mà lục trầm hàn phóng ra thuộc cảnh giới nào hắn trốn vào bồng lai cũng chỉ mới hai tháng mà thôi vậy mà lục trầm hàn lại không một tiếng gió tiến giai đến đại thừa kỳ. Phải biết rằng diệp tố ăn quả bồ đề cũng chỉ mới tăng đến hợp thể kỳ mà thôi. Với phong cách ẩm ý mỗi khi tiến giai của lục trầm hàn, nếu hắn lên tới đại thừa kỳ thể nào cũng sẽ khiến cả tu chân giới đều biết. Ngươi cũng cắn đan dược. Cốc lương thiên thất vọng hỏi, không ngờ ngươi cũng là loại người này. Đừng hòng dở trò kéo dài thời gian. Lục trầm hàn lạnh lùng nói, sư tổ côn luân năng lực siêu phàm, tất nhiên sẽ trợ giúp ta tăng lên cảnh giới, chẳng qua là ngươi không có phúc phần này thôi. Vừa dứt lời kiếm của lục trầm hàn liền ra khỏi vỏ, thế kiếm chém tới như vũ bão, một kiếm của đại thừa kỳ cốc lương thiên làm sao có thể trốn được, giữa ngực chúng một kích khiến hắn tức khắc phun ra một mụ máu tươi, cả người bị đánh văng vào thân cây, trực tiếp đâm gãy thân cổ thụ mấy trăm năm tuổi cốc lương thiên ngã gục xuống đất, tay nắm chặt pháp trượng muốn nương sức bò dậy, nhưng hắn chỉ có thể chống pháp trượng lên mặt đất run rẩy một hồi mà vẫn không thể đỡ bản thân lên được. Cùng một trò, ta sẽ không mắc lừa lần hai. Lục trầm hàn thuấn di đến trước mặt cốc lương thiên, giờ chân đạp lên một bàn tay khác của cốc lương thiên, pháp trận của người quá thấp kém. Sao thuấn di, dịch truyền tức thời. Máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ miệng cốc lương thiên, đạo kiếm ý vừa rồi đã đánh gãy xương sườn của hắn, môi hắn khẽ mấp máy nhưng nói không nên lời, chỉ có thể ở trong lòng mắng chửi lục trầm hàn. Hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Từ sau cái chết của ba vị sư tổ bị phát hiện, lục trầm hàn một hai phải giết chết hắn cho bằng được, điều này khiến người khác thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ không nên ra tay với mấy người diệp tố sao? cốc lương thiên đã không cảm nhận được đau đớn từ bàn tay bị dẫm nữa bởi vì một đạo kiếm ý của đại thừa kỳ không phải là công kích mà hóa thần kỳ như hắn có thể nhận nổi. Hiện tại hai mắt hắn đã mơ hồ, tuy nhiên hắn rất không cam lòng. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng người giành hạng nhất của tông môn đại bỉ là Diệp Tố, người đá lục trầm hàn ra luân Chuyển tháp là du phục thời, nhưng vì sao lục trầm hàn lại nhất định phải đuổi giết mình? hoặc là nói rốt cuộc vì lý do gì mà bản thân nhất định phải chết. Lực lượng của đại thừa kỳ quả nhiên rất mạnh. Lục Trầm Hàn đứng ở trong rừng khẽ hít mắt, hắn cầm kiếm ngửa đầu hít một hơi thật sâu, không biết lực lượng của thần còn khiến con người mê mẩn đến mức nào. Thần. Cốc Lương Thiên mơ hồ nghe được lời nói của Lục Trầm Hàn thì cười nhạo trong lòng. Lúc trước Lục Trầm Hàn là một hạt giống phi thăng ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng hiện tại không biết vì sao nhưng hắn có dự cảm Lục Trầm Hàn phi thăng không được đấy. Nói Diệp Tố có thể phi thăng còn có khả năng hơn. Ở tông môn Đại Bỉ Cốc Lương Thiên đều đã từng giao thủ với hai người này, Lục Trầm Hàn thực lực mạnh, kiếm ý lạnh buốt, thoạt nhìn đạo tâm kiên định, là một hạt giống phi thăng tốt, nhưng thực lực của Diệp Tố lại sâu không lường được, hắn vẫn chưa thăm dò được giới hạn của nàng ở đâu. Giữa thiên tài và thiên tài cũng có khác nhau người trên mây kẻ dưới đất. Tất nhiên Lục Trầm Hàn giống đống bùn dưới đất hơn. Ngươi cười cái gì? Lục Trầm Hàn cúi đầu nhìn thấy Cốc Lương Thiên đang thoi thóp nở nụ cười thì không nhịn được hỏi. Cốc Lương Thiên tất nhiên không cách nào có thể trả lời hắn được. Lục Trầm Hàn nhấc chân khỏi bàn tay Cốc Lương Thiên, nhưng ngay sau đó lại đá hắn lật sang một bên. Chết dưới thất tuyệt kiếm cũng coi như là vinh dự của Phật tử ngươi. Cốc lương thiên lầm dầm một câu gì đó. Tay cầm kiếm của lục trầm hàn khựng lại, muốn nghe xem cốc lương thiên nói cái gì. Với cảnh giới đại thừa kỳ, khi cốc lương thiên lặp lại câu nói lần thứ hai thì hắn liền nghe được rõ ràng. Cốc lương thiên nói, làm tổ tông của ngươi. Lời vừa nói ra sắc mặt lục trầm hàn liền trầm xuống, hai tay cầm lấy chuôi kiếm thất tuyệt đâm phập xuống ngực cốc lương thiên, thậm chí còn xoắn một vòng. Cốc Lương Thiên Trong cơn đau đớn cực hạn bỗng nhiên Cốc Lương Thiên nhận thấy có một cổ lực lượng không ngừng hội tụ lại ở tứ chi, cánh tay vốn dĩ đã chết lặng của hắn lại trở nên có sức. Đây là hồi quang phản chiếu ư. Cốc Lương Thiên trong lòng xúc động, hắn quyết định trước khi chết cũng phải sống mái với tên lục trầm hàn này một phen, không cho hắn được lành lặn. Vì thế Cốc Lương Thiên không những vươn ra một bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm thất tuyệt, rút nó ra khỏi ngực mà tay còn lại còn vung lên pháp trượng, nện xuống lưng lục trầm hàn. Từ góc nhìn của cốc lương thiên thì là một chuỗi các hành động rất dài, nhưng trong mắt lục trầm hàn thì sự tình lại xảy ra chỉ trong chớp mắt, thế nên một người một kiếm linh đều ngây ngẩn cả người. Lục trầm hàn một đại thừa kỳ lại không thể tránh thoát công kích của một hóa thần kỳ, chuyện này ai cũng không thể tin được, hắn cũng không phải là ninh thiền giao, chỉ có cái vỏ linh lực nhưng kiếm ý vẫn là nguyên anh kỳ. Ta, không chết, cốc lương thiên đứng lên, hắn phát hiện lực lượng trong người mỗi lúc một dồi dào hơn, ngay cả vết thương trên ngực cũng chậm rãi bình phục, thậm chí còn ẩn có cảm giác tiến dai quen thuộc. Quả bồ đề còn gọi là quả thiên đạo, người có duyên ắt sẽ tự tiến dai. Câu nói của người giấy trên núi bồng lai bỗng nhiên hiện lên trong đầu cốc lương thiên hắn vậy mà lại tiến dai ngay lúc này hơn nữa tốc độ còn rào rạt như thế lục trầm hàn ở đối diện rõ ràng bị dị trạng của cốc lương thiên làm cho kinh ngạc không thôi hắn rũ mắt nhìn kiếm của mình không có gì khác thường điều này càng khiến hắn nhíu mày thật sâu cốc lương thiên nắm lấy cơ hội chạy về một hướng khác lục trầm hàn nhanh chóng đuổi theo nhưng mà trong cơ thể cốc lương thiên đang bùng nổ lực lượng hơn nữa bản năng muốn sống của hắn trỗi dậy khiến hắn vậy mà có thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Gió không ngừng lùi về sau, chỉ có hai thân ảnh một trước một sau vun vút truy đuổi nhau. Tốc độ của lục trầm hàn dần chậm lại, hắn phải trở về trước hừng đông, nếu không có thể sẽ dẫn tới hoài nghi không cần thiết. Trong mắt lục trầm hàn hiện lên sát ý, hắn vận toàn bộ sức lực vung lên thất tuyệt kiếm, một đạo kiếm ý mang theo lực lượng đại thừa kỳ sông về phía đằng xa đập mạnh vào lưng cốc lương thiên đánh văng hắn xuống hẻm núi cạnh đó toàn bộ xương sống lưng của cốc lương thiên gãy vụn nhưng trên mặt hắn lại mang theo ý cười hiện tại hắn đang lúc tiến dai càng bị thường thì lực lượng trong cơ thể hắn càng có thể được hấp thu vận chuyển khắp nơi để chữa trị trời không tuyệt đường hắn suy nghĩ cuối cùng của cốc lương thiên khi ngã vào hẻm núi vậy mà lại là đi theo Diệp Tố quả nhiên có canh uống. Lục trầm hàn nhìn chằm chằm vách núi một lúc lâu, sau đó mới xoay người bay nhanh trở về yêu thành, không thể khiến mấy người Diệp Tố phát hiện dị thường. Càng về gần yêu thành cảnh giới của hắn cũng càng lúc càng giảm xuống, cuối cùng dừng lại ở hóa thần sơ kỳ. Hắn vừa tiến vào trong sân viện, còn chưa về tới phòng liền nhận thấy cái gì đó, trong nháy mắt phóng ra một thanh khiết thuật, xoay người giả vờ như mới đi ra từ phòng vào sân. Lục Đạo hữu dậy sớm vậy? Diệp Tố đứng ở đối diện, lên tiếng hỏi. "Luyện kiếm." Lục Trầm Hàn ngước mắt nhìn nàng một cái sau đó khẽ rời mắt nói, "Yêu giới không phải là nơi có thể ở lâu, mong yêu chủ có thể sớm mở ra đại môn yêu giới." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ yêu chủ, như thể bất mãn việc du phục thời lên làm yêu chủ. Mở ra đại môn của yêu giới cũng không vội trong nhất thời, các yêu tộc vẫn còn chưa tổ chức xong yêu quân diệp tố bỗng nhiên nhìn lục trầm hàn từ trên xuống dưới có chút ngả ngớn nói lục đạo hữu đúng là cần phải luyện kiếm nhiều hơn làm sao mà mãi vẫn là hóa thần sơ kỳ vậy ta cũng đã là hợp thể hậu kỳ rồi lục trầm hàn nặng nề nói không cần ngươi lo lắng diệp tố nhún vai chỉ là quan tâm đồng lưu tu chân giới mà thôi quan hệ của chúng ta cũng không đến mức như vậy lục trầm hàn lạnh lùng đáp hắn nhìn chằm chằm diệp tố thất tuyệt kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tắc. Diệp Tố giơ lên hai tay với tư thế đầu hàng, mỉm cười nói, vậy ta không quấy giày lục đạo hữu luyện kiếm nữa. Trong khoảnh khắc nàng xoay người lại, nụ cười trên mặt liền biến mất. Quá bình tĩnh. Tính tình lục trầm hàn trời sinh hiếu thắng, đứng trên đỉnh cao đệ nhất nhân hơn 20 năm, nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của hắn khi bị tiểu sư đệ đánh ngã xuống từ lôi đài ở tông môn đại bì. Người như vậy nhất định không thể nào chịu được có người cao hơn hắn. Nhưng Diệp Tố đã hỏi qua mấy người từ Trình Ngọc, một đường đến đây Lục Trầm Hàn vẫn luôn trầm mặc, đến độ sắp thành một người qua đường trong suốt. Chương 178. Ấn ký. Nhan Hảo bước ra từ trong phòng đi tới, nhìn theo bóng dáng Lục Trầm Hàn rời đi, do dự hỏi Diệp Tố, "Cô tìm Lục Trầm Hàn à?" Tản bộ mà thôi diệp tố thuận miệng đáp quỳ mới tin tuy nhiên nhan hảo cũng không tiếp tục chủ đề này mà lại hỏi dịch huyền thật sự là huyết mạch nửa ma sao đúng vậy diệp tố ngạc nhiên có chuyện gì sao hình thái của nửa ma không giống nhau nửa ma có hình người trời sinh giống dịch huyền thì chỉ có hai khả năng một là huyết mạch của tu sĩ mạnh hơn ma rất nhiều hai là huyết mạch của bên ma tộc ít nhất phải cấp bậc ma tôn trở lên Nhan Hảo nói đến đây thì nghẹn lại một lúc mới tiếp tục, hắn có biết phụ mẫu của mình là ai không? Bình Thư Lan. Một thanh âm lãnh đạm nhưng dễ nghe vang lên sau lưng Nhan Hảo. Nhan Hảo trợn to mắt quay phát người lại, quả nhiên Dịch Huyền đang đứng cách đó không xa. Diệp Tố hơi nhướng mày, nàng tuy rằng biết được thân thế của Dịch Huyền từ nguyên tác nhưng từ sau khi hắn nhập ma ai cũng không đi sâu vào chuyện này, nàng còn tưởng rằng Dịch sư đệ cũng không biết. Bình, Bình Thư Lan. Nhan Hảo lắp bắp nói, đó, đó còn không phải là ma chủ ư. Tu sĩ có quan hệ với Bình Thư Lan còn không phải chỉ có, một người đó thôi sao? Người biết chuyện của bà ấy. Dịch huyền đi tới hỏi, trên mặt hắn cũng không có cảm xúc nào khác, giống như chỉ đang hỏi một việc rất bình thường mà thôi. Có, có biết một chút. Đôi mắt nhan hảo không kìm được mà nhìn về phía người vừa rồi rời đi, biết chuyện Bình Thư Lan có gút mắt với ai. Các tu sĩ khác của tu chân giới có thể không biết, nhưng hợp hoan tông từ trước đến nay không có nhiều quy củ. Ngô Nguyệt muốn nói liền nói, Nhan Hảo và Mai Cửu Nhân đều đã nghe qua câu chuyện xưa này. Biểu hiện này của nàng rõ ràng là biết cái gì đó. Diệp Tố khụ một tiếng, có chuyện gì đi vào đại điện nói, vừa lúc ta cũng muốn đi tìm tiểu sư đệ. Tàng lục thật bất công, chỗ ở mà ông chuẩn bị cho du phục thời là gian đại điện lớn nhất, xa hoa nhất của thành quy tộc. Những người khác thì chỉ được nhét đại vào một phòng nào đó bên cạnh. Ba người đi vào chỗ ở của du phục thời, Diệp Tố bước vào phòng, để Nhan Hảo và Dịch Huyền ở sảnh ngoài. Người biết được bao nhiêu? Dịch Huyền hỏi Nhan Hảo. Chuyện đó, ta cũng chỉ là nghe nói được một chút tin tức, cũng không nhất định là thật như vậy. Nhan Hảo do dự nói, tu sĩ trong tu chân giới có liên quan tới Bình Thư Lan chỉ có một người, chính là lục quyết của Côn Luân. Côn Luân lục quyết Kỳ thật dịch huyền không có chấp niệm quá lớn với việc cha mẹ mình là ai, bất kể là ai đi nữa cũng không thay đổi được hiện trạng bản thân hắn là ma, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân mình lại có quan hệ với Côn Luân. Tuy rằng Bình Thư Lan và Lục Quyết còn có thanh nữ có gút mắt tình cảm, nhưng cũng không nhất định là Nhan Hảo càng nói càng chuột dạ, cuối cùng đột nhiên thốt lên một câu, diện mạo của ngươi và Lục Trầm Hàn có chút giống nhau. Lục Trầm Hàn và Dịch Huyền, mỗi người cầm một thanh thần binh, hơn nữa qua thời gian hai người dần trưởng thành thì đường nét trên khuôn mặt quả thực có ba phần rất giống nhau, nếu hai người này có cùng một người phụ thân thì mọi chuyện liền trở nên có thể giải thích được. Bàn tay Dịch Huyền chậm rãi nắm chặt trọng minh đao, nhìn Nhan Hảo hỏi: Lục Quyết và Lục Trầm Hàn có quan hệ gì? Lục Trầm Hàn là nhi tử của Lục Quyết và Thánh Nữ. Nhan Hảo cúi đầu nhanh chóng đáp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Côn Luân muốn nhất định phải tấn công ma giới. Lục Quyết là đệ tử có thiên phú nhất của Côn Luân từ khi lập tông tới nay, trời sinh thức hải, là đệ tử được Côn Luân lựa chọn bồi dưỡng để phi thăng thành thần, kết quả lại bởi vì dây dưa tình cảm với Bình Thư Lan và Thánh Nữ mà ba người đều chết, sau khi nghe những lời nhan hảo kể, dịch huyền trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi, khi ấy lục quyết có cảnh giới gì? Hắn không quen biết Bình Thư Lan, cũng chưa từng gặp lục quyết, đối với hai người không có quá nhiều tình cảm, ngược lại chỉ cảm thấy kỳ quái về việc ba người đồng quy vu tận. Bình Thư Lan thân là ma chủ, cảnh giới ít nhất là độ kiếp, giống chính sơ tôn nhân và tàng lục vậy, trong ấn tượng của dịch huyền, tu sáu của hai người này sâu không lường được. Đại thừa sơ kỳ, nhưng trình độ có thể so được với phong Trần đạo nhân, sư phụ nói hắn trời sinh thức hải, lối kiếp phải chịu nhiều hơn người thường rất nhiều, phải phí rất nhiều công sức mới lên tới cảnh giới đó. Nhan hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn trong tay nói, hình như là do Bình Thư Lan lúc ấy nản lòng thoái chí, cho nên quyết định đồng quy vu tận với hai người lục quyết và thánh nữ. Dịch Huyền rũ mắt nhìn trọng minh đao trong tay mình, ta biết rồi. Trong lòng dịch huyền trống vắng, không biết cảm giác lúc này của bản thân là gì. Hắn thậm chí còn không biết bộ dáng của Bình Thư Lan và Lục Quyết trông như thế nào. Bên ngoài có người. Du Phục Thời dựa vào đầu giường nói. Dịch sư đệ và nhan hảo đang nói chuyện ở bên ngoài. Diệp Tố đóng cửa lại, ngồi vào bàn, thuận tay kéo ra ghế tựa bên cạnh, nhìn tiểu sư đệ hỏi, đệ có nhớ ra phải làm sao để mở đại môn yêu giới chưa? Du phục thời đứng lên, chậm gì gì bước qua, ngồi xuống ghế tựa nàng vừa kéo ra, không nhớ ra. Vậy chỉ đành phải thử xem máu của đệ có tác dụng hay không? Diệp tố nhìn du phục thời, trong mắt có chút tò mò, nàng nghĩ, không biết phong thái của tiểu sư đệ trước kia có phải cũng giống như bây giờ hay không? Nhưng từ những câu miêu tả của tàng lục, yêu chủ trước kia có vẻ là một yêu vô pháp vô thiên, thích đi khắp nơi gây rối. Đáng tiếc tiểu sư đệ đã quên mất chuyện trước kia, mặc dù đã lấy về ngạch linh huyết. Du phục thời lười nhắc tựa cầm lên cánh tay Diệp Tố nói, hôm nay đi thử xem. Diệp Tố nhìn thoáng qua tiểu sư đệ, vươn tay còn lại nâng cầm hắn lên nói, vậy đi thôi. Khi bọn họ ra khỏi phòng thì Dịch Huyền và Nhan Hảo đã nói xong, hai người trầm mặc ngồi ở trong sảnh. Hôm nay đi thử yêu chủ thạch xem có thể mở ra đại môn không? Diệp Tố nói với hai người. Tàng lục vẫn như thường lệ dẫn bọn họ lên đỉnh núi vạn yêu, nhìn thấy du phục thời cúi đầu cắt vào lòng bàn tay một đường thì Diệp Tố không nhịn được mà nhíu mày. Nàng không thích nhìn thấy tiểu sư đệ bị thương, nó khiến nàng nhớ tới cảnh tượng đã thấy trong bàn âm dương ở bồng lai. Du phục thời sau khi cắt một đường trong lòng bàn tay thì ấn tay lên yêu chủ thạch, khoảnh khắc bàn tay vừa chạm vào đá thì yêu chủ thạch liền đột nhiên tản mát ra ánh sáng xanh mãnh liệt, lần này không phải là luồng ánh sáng nhu hòa bao lấy du phục thời như lần trước mà là một đạo ánh sáng xanh đậm sông thẳng tận trời. Ngay sau đó mọi người nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng kẽo kẹt ầm vang, tựa như có hai cánh cửa thật lớn đang chậm rãi mở ra. Là cửa yêu giới mở ra sao? Chu Vân nhìn vào không trung, khẩn trương hỏi. Diệp tố ngửa đầu nhìn chằm chằm luồng thanh quang đó, nàng phóng xuất thần thức, muốn men theo luồng sáng xem xét, Tuy nhiên nàng phát hiện mặc dù thần thức mình kéo ra tới cực hạn cũng không cách nào có thể đuổi theo thanh quang. Đại môn, Mai Cửu Nhân chỉ vào hai cánh cửa hiện ra giữa không trung hưng phấn hô lên, xuất hiện rồi. Hai cánh cửa cổ xưa gồ ghề với vô số đầu yêu được khảm vào, trông sinh động như thật, thậm chí nhìn lâu rồi còn có ảo giác chúng động đậy. Lúc này luồng ánh sáng xanh lại chậm rãi rơi xuống, trở về bên trong yêu chủ thạch hai cánh cửa ầm ầm mở ra. Là luân chuyển tháp, từ trình ngọc thấy phía sau cánh cửa mở ra chính là tòa tháp sừng sững giữa ngã ba tam giới. 12 vị thánh sứ bồng lai vẫn còn ngồi xung quanh luân chuyển tháp. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đại môn của yêu giới, chỉ có Diệp Tố không nói lời nào tiến lên, kéo bàn tay du phục thời từ trên yêu chủ thạch xuống, nàng triệu hồi linh lực ra đầu ngón tay phất qua lòng bàn tay hắn, làm miệng vết thương khép lại cha hồ ly thối của núi thanh khâu chết rồi lúc này từ dưới chân núi đột nhiên truyền đến thanh âm của tàng thất hắn vừa la to vừa xông lên núi diệp tố liền quay đầu lại nhìn về phía tàng thất hỏi chết như thế nào hồ vương đã nốt nguyên anh của ninh thiền giao tất nhiên không thể chết vì phản phệ ta xuống tay không có nặng mà tàng lục ngạc nhiên nói chút xíu thương đó thì hắn dưỡng thương một thời gian là tốt rồi. là tên nhãi yêu vương nào khác động thủ à? không phải do yêu vương khác. sau khi hồ vương trở về thì cho người kim kê quân số của hồ tộc. bản thân thì nhập định dưỡng thương. kết quả thủ hạ hắn đi vào thì phát hiện hắn đã chết. tàng thất lấy ra một viên tố hồi ngọc bản. đây là do tên thủ hạ đó truyền tới. trong tố hồi ngọc bản có thể thấy được động phủ của hồ tộc hỗn loạn ở giữa động phủ là hồ vương đã biến về bản thể cửu vĩ hồ nhưng lại khô quát xám xịt, mất đi tất cả sinh cơ. Sinh cơ khô kiệt, giống hệt cách chết của sư tổ vạn Phật Tông. Lục trầm hàn lạnh giọng nói, hắn nhìn về phía Diệp Tố, người cảm thấy chuyện này thế nào? Lúc trước trong địa phận bồng lai, Lục Trầm Hàn đã từng cho Diệp Tố xem tố hồi ngọc bản hiện trường cốc lương thiên ám sát ba vị sư tổ vạn Phật Tông, trong đó có thể thấy được rõ ràng tình trạng thi thể của ba vị sư tổ giống hệt hồ vương sư tổ vạn phật tông đệ tử thượng khuyết tông tức khắc liền nhớ ra cốc lương thiên hôm qua biến mất có phải chuyện này có liên quan đến hắn hay không cốc lương thiên rất có khả năng cấu kết với ma chủ quấy phá yêu giới các yêu vương khác có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm lục trầm hàn nhìn diệp tố vẻ mặt trào phúng nói chính người đã mang nguy hiểm vào yêu giới Diệp Tố đối diện trực tiếp ánh mắt của Lục Trầm Hàn, một lúc sau mới rời tầm mắt, nàng đứng trên đỉnh núi Vạn Yêu, nghe tiếng gió sượt qua tựa như tiếng yêu gào khóc, nàng nói với Dịch Huyền, tỷ có việc cần đi xác nhận một chút, để ra ngoài liên lạc với sư phụ, hỏi thăm tình hình bên ngoài gần đây như thế nào. Dạ, Dịch Huyền đồng ý không chút do dự. Bàn tay Lục Trầm Hàn đặt ở sau người giật giật, mặt không chút biểu tình nhìn Diệp Tố rời đi. Du phục thời vẫn luôn đi bên người Diệp Tố, hai người một trước một sau đi đến một hướng trong núi Vạn yêu. Liên Liên và Trình Hoài An liếc nhau, hướng đó là nơi trước đó không lâu mấy người thiên cơ môn chôn thi thể của Ninh Thiển Giao. Đi một lúc, Diệp Tố và Du phục thời dừng lại trước một mộ phần, ngón tay nàng vung lên, linh lực liền khiến mộ phần nổ tung, lộ ra thi thể của Ninh Thiển Giao. Ngày ấy sau khi Ninh Thiển Giao chết. Bọn họ trước khi xuống núi đã chôn nàng ta ở đây, Diệp Tố còn bày trận pháp, yêu thú bình thường sẽ không thể động đến, còn yêu có cảnh giới cao hơn nàng chắc chắn sẽ không có hứng thú với thi thể của một tu sĩ. Đại môn yêu giới cũng chỉ mới được mở ra vừa rồi, người ma giới thế nào cũng không thể lẻn vào nhanh như vậy, nhưng Cốc Lương Thiên, người bị cho rằng có giao dịch với ma chủ lại mất tích và chỉ cách một ngày sau hồ vương lại chết theo lý Diệp Tố nên hoài nghi cốc lương thiên mới đúng, nhưng theo bản năng nàng lại nghĩ tới Ninh Thiền Giao, nghĩ tới việc Hồ Vương đã nuốt nguyên anh của Ninh Thiền Giao. Thi thể của Ninh Thiền Giao vẫn còn nằm trong hố, chỗ bụng có một cái lỗ to, cả người xanh trắng, không có gì khác với thời điểm tắt thở, trừ việc thân thể đã bắt đầu hư thối. Diệp Tố phóng ra thần thức bao trùm thi thể Ninh Thiền Giao, kiểm tra từng tấc một, sau khi mất đi Nguyên Anh, tất cả linh lực trong cơ thể nàng ta đã tan hết. Không tìm thấy điểm gì khác thường, hay là mình nghĩ nhiều. Diệp Tố ấn ấn huyệt thái dương, nhìn thân thể đã có dấu hiệu phân hủy của ninh thiển giao một hồi, nàng quyết định vứt một đạo linh hỏa xuống, thiêu sạch sẽ. Linh hỏa đốt rất nhanh, không bao lâu sau xương cốt đã hiện ra. Diệp Tố bỗng nhiên thoáng thấy gì đó, dập tắt linh hỏa, nàng bước tới gần, nhìn thi thể mới được thiêu một nửa, ở chỗ xương sống phía trên của ninh thiền giao có một ấn ký màu tím rất nhạt nếu không nhờ diệp tố mắt sắc căn bản sẽ không phát hiện ra bớt diệp tố chưa bao giờ gặp qua có người có bớt trên xương cốt huống chi màu tím làm nàng nghĩ tới tiểu sư đệ bên người cái này giống ta Dù phục thời đột nhiên chỉ vào ấn ký màu tím trên xương sống ninh thiền giao nói Diệp Tố trong nháy mắt đứng phát dậy quay đầu nhìn tiểu sư đệ, giống, đệ. Là có ý gì? Màu tím, dù phục thời chỉ chỉ vào hai mắt của mình nói. Ừ, màu sắc giống nhau. Diệp Tố thở dài nhẹ nhõm cười một tiếng, một lần nữa lấp lại phần mộ của Ninh Thiển Giao. Chúng ta đến núi Thanh Khâu một chuyến đi. Không biết vì sao, nàng cũng muốn xác nhận thi thể của Hồ Vương chương 179 Thần Những người khác ra khỏi yêu giới từ đại môn, bắt đầu liên lạc người của bổn tông, tàng lục dẫn diệp tố và du phục thời đi đến núi Thanh Khâu, để tàng thất mang yêu quân các tộc đi ra ngoài. Hồ Vương chết ở núi Thanh Khâu mang đến một chấn động rất lớn nhưng khi tàng lục tới nơi thì cũng không ai dám ngăn cản. Khoảnh khắc Diệp Tố nhìn thấy ấn ký trên xương cốt của Ninh Thiền Giao thì trong lòng nàng liền dâng nên một thôi thúc khó tả, vì thế khi đến núi Thanh Khâu nàng cũng bắt đầu thiêu thi thể của Hồ Vương, nhưng bản thể cửu vĩ hồ khổng lồ lại là một yêu thú đại thừa hàng thật giá thật, muốn thiêu ra xương cốt cũng cần không ít thời gian. Trong mấy ngày này, các đại năng của tu chân giới đều nhận được tin tức nên đã tập kết tu sĩ đến nơi giao nhau của tam giới. Yêu vương của các tộc yêu cầu tu chân giới phải ký khế ước, hy vọng tương lai tu chân giới sẽ trợ giúp tài nguyên cho yêu giới vốn dĩ tưởng sẽ cần tốn một khoảng thời gian để thương lượng. Nhưng Côn Luân với chính sơ tôn nhân đứng ra đi đầu đáp ứng khế ước với điều kiện yêu quân của yêu giới phải đồng loạt tấn công ma giới với tu sĩ. Lúc này các tông môn khác cũng không chần chừ nữa mà đồng loạt ký khế ước. Yêu chủ không phải là Hồ Vương à? Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt kinh ngạc hỏi, ai là yêu chủ? Du phục thời, nhan hảo nhỏ giọng đáp, hình như hắn đã là yêu chủ từ trước rồi không ngờ hắn vậy mà lại là yêu chủ. Ngô Nguyệt chật một tiếng, để hắn chiếm tiện nghi trong tông môn đại bỉ rồi, nhưng mà thân phận của đệ tử thiên cơ môn đúng là hoe hoe lòe loẹt, nào là yêu chủ, nào là nửa ma. Ở một bên, tông chủ vạn Phật tông giận dữ, cốc lương thiên cũng ở yêu giới. Ai dẫn hắn vào? Cái chết của Hồ Vương có phải cũng liên quan tới hắn hay không? Là Diệp Tố dẫn hắn vào yêu giới, nàng ta và du phục thời còn ở bên trong lục trầm han nói thiên cơ môn không những thu lưu đệ tử là ma tộc mà còn móc nối quan hệ với nghịch đồ của vạn phật tông ta tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ nhìn dịch huyền lạnh lùng nói không bằng trước tiên xử lý tên ma tộc này dịch huyền mới vừa liên hệ với sư phụ xong biết tin lữ cửu đã tiến giai ma vật dạo gần đây cũng không còn mò tới vừa mới đóng lại truyền tin ngọc điệp thì liền nghe thấy lời nói của tông chủ vạn Phật tông. hắn mặt không biểu tình nhìn sang nhạc kỵ. chỉ là huyết mạch nửa ma nói gì mà ma tộc. sư tổ Ngô Kiếm Phái lên tiếng. hắn là đệ tử Ngô Kiếm Phái chúng ta. vạn Phật tông không quan tâm làm sao để diệt trừ ma vật mà lại muốn đối phó đệ tử của ta. sắc mặt tông chủ vạn Phật tông trầm xuống. không nghĩ tới trên dưới Ngô Kiếm Phái đều che chở cho Dịch Huyền các ngươi rốt cuộc còn đánh ma giới nữa không? Sư tổ hợp hoan tông thành dực không kiên nhẫn nói, ma vật trong tu chân giới cũng đã bị tiêu diệt gần hết, huyết trì cũng đã bị hủy đi bảy, tám phần, nếu không đánh nữa thì ta trở về bế quan. Chính sơ tôn nhân rốt cuộc mở miệng, những chuyện khác để sau hẳn bàn, hiện giờ tấn công ma giới, phá hủy linh lung cốt mới là chính sự. Lần này đánh vào ma giới, không đơn giản là trừ ma mà còn muốn tiêu diệt linh lung cốt mà đồ vưu đã thu được, cắt đứt con đường phi thăng của bà ta. Đại môn yêu giới hơn vạn năm trước bị đóng lại, nhưng cửa vào ma giới lại không hề bị đóng mà là do vài vị đại năng của tu chân giới liên thủ thiết lập cấm trận để giam cầm ma vật, tuy rằng cũng không thể giữ chân được ma chủ và ma tôn. Hiện tại muốn để chúng tu sĩ và yêu quân tiến vào thì tất nhiên trước hết phải mở ra cấm trận thế nên các vị đại năng liền đứng ra chuẩn bị mở cấm trận. Các tông đều đã tập trung ở nơi tam giới giao nhau, an tĩnh nhìn các đại năng giải trận, luân chuyển tháp sau lưng bọn họ đã biến mất. Tháp không phải đột nhiên biến mất mà là sau khi đại môn yêu giới mở ra và nhóm người dịch huyền đi ra, 12 vị bồng lai thánh sứ đột nhiên ngâm tụng, thiết hạ trận pháp ảo thuật, mang theo luân chuyển tháp biến mất. Dịch huyền nhìn cấm trận bị giải trừ, lộ ra đại môn ma giới đen ngòm sen lẫn những tia đỏ sẫm ngay sau đó hắn lại nghe thấy từng đạo ma âm bọn họ tới bọn họ tới ma âm vừa bén nhọn vừa thê lương khiến dịch huyền theo bản năng xoay người nhìn quanh quất bốn phía làm sao vậy từ trình ngọc đứng ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi huynh có nghe thấy âm thanh gì không từ trình ngọc chỉ vào đại môn ma giới ở trước mặt là âm thanh truyền đến từ ma giới sao huỳnh cũng nghe thấy sao dịch huyền chụp lấy cánh tay của từ trình ngọc gấp gáp hỏi nghe đồn trong ma giới có rất nhiều xương khô chúng sẽ thường phát ra tiếng khóc than từ trình ngọc vỗ vỗ bả vai hắn đừng quá khẩn trương hắn cho rằng dịch huyền đang lo lắng vì bản thân có huyết mạch ma tộc dịch huyền chậm rãi buông ra cánh tay của từ trình ngọc muốn giải thích rằng âm thanh mà hắn nghe được không phải tiếng khóc, nhưng hắn nhìn sang nét mặt của mọi người chung quanh, tất cả đều đang tập trung nhìn đại môn của ma giới, không ai nghe thấy từng đạo âm thanh này, giống như lần trước ở luân chuyển tháp vậy. Linh hỏa đốt liên tục ba ngày diệp tố mới thiêu xong bản thể cửu vĩ hồ cơ hồ chiếm cứ một nửa động phủ, lộ ra khung xương trắng. Nàng tìm kiếm một vòng, cuối cùng quả nhiên phát hiện trên một đoạn xương có một ấn ký màu tím, nhạt hơn của Ninh Thiền Giao, gần như nhạt đến mức không thấy được, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra. Đây là dấu vết do ma chủ hấp thu lực lượng lưu lại sao? Diệp Tố bẻ đoạn xương xuống cầm trong tay xem xét kỹ. Nàng muốn dùng thần thức tra xét nhưng khi thần thức vừa mới đụng vào ấn ký nàng liền bị phản phệ. Thần thức bị bắn trở lại. Diệp Tố lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Dù phục thời đang ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy, đỡ lấy nàng tàng lục cũng bước tới ông nhặt đoạn xương rơi trên mặt đất định đưa lại cho nàng tuy nhiên sau khi cầm lên ông lại khựng lại đây là diệp tố nhìn ông thấy tàng lục mở miệng vài lần nhưng không thể nào thốt được nên lời tàng lục há mồm ngậm miệng nhưng mãi vẫn không thể phát ra tiếng cuối cùng mới nói được một câu quy bị câm sao diệp tố nhìn chằm chằm tàng lục nói ông lặp lại lời vừa rồi định nói thử xem tàng lục há mồm cảnh giới hiện giờ của ông đã đến mức nào rồi? Diệp Tố tiếp tục hỏi. Lúc này Tàng Lục lại có thể mở miệng nói chuyện. Ông đáp: Độ kiếp hậu kỳ cũng có thể xem như là ngụy thần. Diệp Tố chống tay lên chán. Nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện tay nàng có chút run rẩy. Cấm ngôn. Cấm ngôn diễn ra trong hai tình huống, một là lập khế, giống như nàng và Cốc Lương Thiên đã làm ở Luân Truyền Tháp. Nếu muốn xé bỏ khế ước thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, hai là áp chế của cảnh giới cao hơn đối với cảnh giới thấp hơn. Nàng nhớ tới có lần du phục thời chỉ chỉ lên trời không nói, nhớ tới khắp huyết kiếm muốn nói lại thôi, và tình cảnh hôm nay Tàng Lục không cách nào nói ra tiếng. Có chút kỳ quái. Ngay cả Diệp Tố cũng không giải thích nổi suy đoán của bản thân. "Ta," thanh âm của Diệp Tố có chút nghẹn, "chúng ta đi ra ngoài trước đi." Lúc ba người bước ra đại môn yêu giới thì cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng đội ngũ yêu quân và tu sĩ khuất sau lối vào ma giới. Chỉ còn dư lại một tốp nhỏ tu sĩ canh giữ bên ngoài, gồm đệ tử của Côn Luân, Vạn Phật Tông và Ngô Kiếm Phái. Phong Trần Đạo Nhân, Tông Chủ Vạn Phật Tông và Tông Chủ Ngô Kiếm Phái cũng có mặt, còn có một đại năng Côn Luân cũng cùng canh giữ bên ngoài. Diệp Tố Tông chủ mô kiếm phái chu kỳ quay đầu nhìn thấy ba người thì ngạc nhiên hô lên. chu Tông chủ, dịch huyền đã đi vào rồi sao? Diệp Tố hỏi ông. Đi vào rồi. chu kỳ nhìn sang bên cạnh Diệp Tố, ông có thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới của tàng lục vượt xa chính mình. Hồ Vương đã chết. Diệp Tố nhìn Tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nói, tình huống giống với ba vị sư tổ lúc trước, là ta đã tin lầm cốc lương thiên, Ta vốn không nên ra tay cứu hắn." Nhạc Kỵ nhìn chằm chằm Diệp Tố nói, "Đợi sau khi giải quyết xong chuyện ma giới, ta chắc chắn sẽ chính tay xử lý phản đồ." "Ba vị sư tổ được an táng bên trong Vạn Phật Tông đúng không?" Diệp Tố hỏi, "Ngày sau nếu có cơ hội, đệ tử sẽ đi bái lại các vị sư tổ." "Không cần." Nhạc Kỵ lạnh nhạt nói, "Sư tổ của bổn tông an nghỉ ở nơi bế quan, đó là cấm địa của Vạn Phật Tông." người ngoài không được bước vào. Vẻ mặt Diệp Tố tiếc nuối, khom lưng chắp tay nói với ông, nếu vãn bối có gặp lại cốc lương thiên, ta nhất định sẽ bắt hắn đưa đến trước mặt tông chủ. Sau đó nàng nói với các vị tông chủ, chúng ta muốn trước tiên về thiên cơ môn một chuyến. Chu Kỳ cảm thấy người tiến vào ma giới đều là tinh anh, cũng không thiếu một người như Diệp Tố nên liền gật đầu, ngươi đi đi. Dù phục thời là yêu chủ, bên người lại có đại năng tương trợ, không bằng trước cứ tiến vào ma giới, trừ ma xong lại về tông môn. Phong Trần Đạo Nhân nhìn du phục thời và tàng lục ở bên cạnh, đây chính là trận chiến quyết định vận mệnh của tam giới. Phong Trần Đạo Nhân, chúng ta rất nhanh sẽ quay lại. Diệp Tố cúi đầu nói, thiên cơ môn đã chuẩn bị một đám pháp khí, vừa lúc chúng ta trở về sẽ mang theo. Vài vị đại năng đã cùng các đệ tử vào ma giới. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ nói với phong trần đạo nhân, để bọn họ về thiên cơ môn một chuyến cũng không đáng ngại. Phong trần đạo nhân do dự một lát, cũng được. Sau khi cáo biệt, Diệp Tố lấy ra quyển trục truyền tống, mang theo hai người trở lại thiên cơ môn. Đại đồ đế, trường phong phong đang ở thí luyện trường kiểm tra pháp khí do các đệ tử luyện ra, vừa ngẩng đều liền nhìn thấy ba người Diệp Tố xuất hiện bên ngoài đại môn. Pháp trận này, Tàng Lục chỉ vào đại trận đang không ngừng lưu động trong không trung, mấy chữ sau không cách nào có thể nói ra. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói với Trương Phong Phong ở bên trong: "Sư phụ, chúng con có việc cần làm, phải đi ngay à?" Ở bên ngoài ma giới nói trở về lấy pháp khí là giả, nàng chẳng qua là muốn đi vạn Phật tông một chuyến để xác nhận một việc, từ lời nói của Nhạc Kỵ nàng biết được thi thể của ba vị sư tổ vẫn còn ở trong cấm địa. Vừa rồi trước mặt các tông chủ nàng chỉ lấy ra quyển trục truyền tống bình thường, lúc này đây nàng mới lấy ra quyển trục vạn cảnh thông mang theo tàng lục và du phục thời đi đến vạn Phật Tông. Diệp Tố tùy tay vẽ mấy tờ phú chú dán lên người ba người, ba người lập tức biến mất, lúc đi ngang qua các đệ tử vạn Phật Tông cũng không ai nhận ra sự hiện diện của họ. Diệp Tố muốn điều tra cái chết của ba vị sư tổ vạn Phật Tông, hoặc là nói cũng muốn thiêu thi thể của ba người bọn họ để xem xét. Nàng đã xem qua tố hồi ngọc bản của Ninh Thiền Giao nên rất nhanh liền tìm được đường đến cấm địa. Pháp trận của cấm địa đã được dựng lên một lần nữa, chẳng qua vẫn là pháp trận cũ, hẳn là tông chủ vạn Phật Tông cũng không nghĩ tới sẽ còn ai khác lại tiến vào, chỉ phòng ngừa đệ tử vạn Phật Tông đi loạn. Nàng mất một ít công sức mới có thể lặng yên không một tiếng động cởi bỏ pháp trận, dẫn hai người đi vào. Pháp trận này ta xé một cái là nát, tàng lục đi ở phía sau lải nhải. Nếu xé mở thì người thiết trận sẽ cảm ứng được. Diệp tố dặn dò ông không được lộn xộn. Dựa theo hình ảnh đã thấy trong tố hồi ngọc bản, Diệp tố đi đến được ba động phủ. Nàng bước vào động phủ đầu tiên liền nhìn thấy một khối khô thi trong tư thế đả tọa nhập định. Đi tiếp hai động phủ còn lại cũng thấy vị trí của thi thể giống với trong tố hồi ngọc bản. Có vẻ thi thể của ba vị sư tổ chưa từng bị động qua. Diệp Tố đặt ba cổ thi thể lại chung một chỗ, bàn tay nổi lên linh hỏa, mặt không biểu tình dẫn linh hỏa thiêu ba khối thây khô. Mấy ngày sau, trên xương cốt của bọn họ cũng có. Du phục thời ngồi ở bên cạnh, nhìn ba cổ thi thể bị thiêu đã gần xong nói. Diệp Tố thu hồi linh hỏa, tiến đến kiểm tra ba bộ xương trắng, quả nhiên tìm thấy được ấn ký màu tím trên cả ba bộ xương, đậm hơn của Hồ Vương nhưng nhạt hơn của Ninh Thiển Giao năm cổ thi thể, bốn cái bị rút cạn linh lực hoặc yêu lực, ấn ký lưu lại cũng giống nhau, nhưng Ninh Thiển Giao vì sao cũng có, còn đậm hơn của bốn người còn lại. Ngoại trừ huyền âm chi thể, Ninh Thiển Giao cũng không có điểm đặc thù nào khác. Huyền âm chi thể Lúc trước Diệp Tố vẫn luôn có một nghi vấn, vì sao Dương Đàm không tự mình dùng giọt ngạch linh huyết đó mà lại cho Ninh Thiển Giao? ấn ký màu tím có phải có liên quan gì đến khả năng dung hợp ngạch linh huyết hay không? Diệp Tố nhìn chằm chằm ba bộ xương, sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ khó coi, ấn ký màu tím trên xương cốt, nàng không biết vì cái gì, nhưng có thể khiến đại năng độ kiếp hậu kỳ cấm môn thì chỉ có một loại tồn tại. Thần Hấp thu linh lực của ba vị sư tổ vạn Phật Tông, khiến yêu lực Hồ Vương khô cạn có khả năng không phải là ma mà là thần. Nhưng mà trong tam giới rõ ràng không hề tồn tại vị thần nào chưa phi thăng. Diệp Tố quay đầu nhìn tiểu sư đệ đang ngồi buồn chán ở một bên, để, không phải đệ đúng không? chương 180 Một đường sinh cơ Diệp Tố đứng trong cấm địa vạn Phật Tông, rốt cuộc xác nhận một việc. Có thể cấm ngôn ngụy thần thì chỉ có thần. Tiểu sư đệ không nhớ ra bất cứ thứ gì, tạm thời trước không nói đến hắn, Khắp huyết kiếm linh và Tàng Lục rõ ràng biết chút gì đó nhưng lại không cách nào nói ra được, có một cổ lực lượng ngăn cấm bọn họ. Từ chuyện linh mạch Thiên Cơ Môn bị dẫn đi, đến cái chết bị rút cạn linh lực của ba vị độ kiếp đại năng Vạn Phật Tông, đến gần đây là Hồ Vương đột tử, Diệp Tố ẩn ẩn cảm thấy những chuyện này có điểm gì đó tương đồng. Là cái gì? Thật ra nếu so sánh ra thì giá trị của Hồ Vương không đủ cao đại thừa kỳ cũng tính là ít nhưng không đến mức hiếm hắn chết dường như là bởi vì ninh thiền giao diệp tố đứng trong cấm địa nhắm mắt lại nàng hơi nghiêng đầu tập trung suy nghĩ những việc này nhất định có điểm nào đó giống nhau không chỉ là mỗi tình trạng khi chết nàng đột nhiên mở to mắt là lực lượng bất luận là linh mạch thiên cơ môn ba vị đại năng hay là hồ vương điểm giống nhau của ba sự kiện này chính là lực lượng linh mạch linh lực yêu lực đều cung cấp lực lượng. Diệp Tố nhớ tới cổ lực lượng thần bí bản thân gặp phải khi dò theo linh mạch thiên cơ môn lúc trước, cho dù là chính sơ tôn nhân cũng không mang đến cho nàng cảm giác như vậy. Đó là một cảm giác sợ hãi và bất lực, tự hồ vĩnh viễn không cách nào có thể chống lại được. Cho nên, cổ lực lượng đó từ trước đến nay luôn hấp thu linh mạch của thiên cơ môn. Giống như hút cạn linh lực của ba vị đại năng vạn Phật Tông vậy chỉ là không biết Ninh Thiển Giao đóng vai gì trong chuyện này, nàng ta là do bị Hồ Vương phản phệ mà chết, và cũng có lẽ bởi vì Hồ Vương nút nguyên anh của nàng ta nên mới bỏ mạng. Chúng ta lại trở về một chuyến. Diệp Tố nhanh chóng quyết định, nàng muốn tìm Dương Đàm, xem có thể hỏi, ra manh mối nào khác hay không. Lúc ở Luân Truyền Tháp nàng đã xem qua một quyển bí kíp, trong đó ghi lại cách lục soát thần thức phiên bản cải tiến, di chứng được ghi nhận không lớn, nhiều nhất mơ mơ hồ hồ một hai năm mà thôi. Vừa lúc có thể thử xem. Du phục thời an tĩnh nắm lấy tay áo Diệp Tố theo nàng trở về. Tàng lục cũng vội vàng theo sát, ba người dùng quyển trục vạn cảnh thông trực tiếp từ cấm địa vạn Phật Tông đi tới đại điện của Dương Đàm bên trong vô âm Tông. Từng bậc thang mà mấy năm trước Diệp Tố còn phải đi từng bước một nay đã sớm mất đi hiệu lực với nàng. Nàng dạo một vòng khắp đại điện và chắc điện, giải trừ hết mấy trận pháp trong điện nhưng không thấy dương đàm đâu kỳ quái con người dương đàm đam mê hưởng lạc thiên phú kém lại không thích tu luyện từ khi vào vô âm tông về sau liền không thường đi ra ngoài bởi vì lão hiểu rõ trình độ của bản thân ở bên ngoài chỉ cần hơi vô ý lỡ không may chọc vào người không thể chọc thì cái mạng nhỏ của lão sẽ không đảm bảo nên chỉ thích ở lì trong vô âm tông hưởng thụ ngay khi Diệp Tố định phóng thích thần thức tra xét toàn bộ trên dưới vô âm tông thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài điện có người. Nàng còn chưa kịp làm gì thì tàng lục ở bên cạnh bỗng nhiên biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, trong tay nắm cổ áo của một đệ tử dơ lên cao, mi đang làm cái gì? Dám dình coi yêu chủ và quý. Tân hâm, Diệp Tố nhìn đệ tử đang bị tàng lục sách trong tay, gần như sắp nhận không ra, cả người hắn gầy đến thoát tướng, như là đã trải qua một trận bệnh nặng nhưng nàng chưa bao giờ nghe qua tu sĩ sẽ sinh bệnh chỉ có trong khi tu luyện xảy ra vấn đề về mặt tu sáu hay thần thức mà thôi tân hâm chỉ chỉ vào tàng lục có thể trước bảo ông ấy thả ta xuống được không diệp tố gật đầu với tàng lục ông thả tân hâm xuống đất hắn nhìn diệp tố hâm mộ không thôi có vẻ người lại tiến dai người sao lại thế này diệp tố đã rất lâu chưa gặp lại tân hâm cảnh giới của hắn vậy mà không có nửa điểm tiến bộ còn gầy thành như vậy tân hâm lắc lắc đầu không đi sâu vào những chuyện đã xảy ra mà chỉ nói người tìm dương trưởng lão hay là tông chủ tông chủ buổi sáng mấy ngày trước đã rời khỏi tông đi cùng dương trưởng lão sao diệp tố nhíu mày hỏi không có dương trưởng lão hôm qua mới đi ra ngoài tân hâm nói diệp tố nhìn nhìn tân hâm một hồi đột nhiên hỏi Ngươi tới đại điện làm gì? Tần hâm hít sâu một hơi nói, ta chỉ là muốn tới đại điện xem xét thử, ta cảm thấy tông chủ và dương trưởng lão có chút kỳ lạ. Lúc trước khi ma quân xâm lấn, tần hâm kiên trì muốn ra ngoài cứu người, sau khi bị nhốt lại một đoạn thời gian thì cũng được thả ra, nhưng dù thế hắn cũng không cách nào có thể phá hộ môn đại trận và cũng không có quyển trục truyền tống trong tay để đi ra ngoài nên chỉ đành có thể loanh quanh ở trong tông môn bởi vì chuyện ma vật nên trong lòng tân hâm đối với tông chủ sinh ra thành kiến từ đó hắn từ một người chỉ biết tập trung tu luyện bắt đầu chú ý hành sáu của tông chủ và dương trường lão dương trường lão đối với thiên cơ môn căn bản không có bất luận tình cảm tông môn nào cả thậm chí khi nghe tin xấu về thiên cơ môn ngược lại còn rất vui vẻ nếu nói dương trường lão là người có cảm xúc gì cũng đều biểu hiện trên mặt thì tông chủ vô âm tông chi cơ lại có vẻ ẩn nhẫn hơn Khoảng thời gian đó cảm xúc của ta không tốt lắm, không thường xuyên tu luyện mà chỉ chuyên tìm một góc hẻo lánh trong rừng trúc để nằm, không nghĩ tới vô tình một ngày lại bắt gặp tông chủ đưa tin cho ai đó. Tân hâm chậm rãi nói, bà ấy báo cáo về chuyện linh mạch thiên cơ môn khôi phục. Ngày ấy khi linh mạch thiên cơ môn sống lại, tông môn hàng xóm là vô âm tông khiếp sợ lớn nhất, tân hâm tuy rằng cũng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đó là một chuyện tốt, bọn họ càng có năng lực thì có thể cứu càng nhiều người nhưng hắn lại không ngờ đến khi đêm xuống chi cơ lại đến một góc trong rừng trúc đưa tin hai người cách nhau một khoảng chỗ tân hâm lại khá hẻo lánh thêm nữa lúc ấy có vẻ chi cơ tâm tình hỗn loạn nên cũng không lo điều tra chung quanh chỉ lo gấp gáp truyền tin đi tân hâm không dám động đậy hắn an tĩnh nằm trên mặt đất nghe thấp thoáng âm thanh tông chủ nói chuyện lúc đầu hắn cũng chưa thấy gì tuy nhiên dần về sau lại cảm thấy không thích hợp Cách nói chuyện khi báo vào và kể chuyện bát quái rất khác nhau. Hắn phát hiện tông chủ rõ ràng đang báo cáo tình hình của thiên cơ môn cho người đối diện chứ không phải đơn thuần là kể chuyện. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Người có địa vị tối cao ở vô âm tông là tông chủ, cũng chẳng giống các đại tông có sư tổ hay gì đó. Vậy tông chủ đang báo cáo cho ai? Người có nghe ra được người đối diện là ai không? Diệp tố hỏi. Tân hâm lắc đầu, không nghe được rõ, thế nên ta mới muốn nhân lúc hai người đều không ở trong tông môn đến đại điện nhìn thử xem có phát hiện gì không. Đêm đó sau khi nghe được loáng thoáng cuộc hội thoại của tông chủ, Tân Hâm cảm thấy cảm tình của tông chủ đối với Dương trưởng lão có lẽ không đơn giản như vậy. Diệp Tố hỏi Tân Hâm, ngươi có biết Dương trưởng lão đi đâu không? Dương trưởng lão chỉ bảo có hẹn liền đi ra ngoài. Tân Hâm thấy khó có dịp cả hai người đều không ở trong tông môn nên mới mạo hiểm đến đây. Ta biết rồi. Diệp Tố cúi đầu nhìn thoáng qua truyền tin Ngọc Điệp vừa sáng lên, sau đó ngẩng đầu nói với Tân Hâm, chuyện chúng ta hôm nay đến đây, phiền Tân Huynh đừng nói với ai. Tân Hâm gật đầu, sau đó do dự một lát nói, các ngươi, cẩn thận. Diệp Tố vỗ vỗ bả vai Tân Hâm, lần sau gặp lại, hy vọng có thể thấy ngươi tiến dai. Ba người một lần nữa biến mất, vội vàng trở về thiên cơ môn, tất cả cảm xúc trên mặt Diệp Tố biến mất tâm. Truyền tin Ngọc Điệp sáng lên vừa rồi là do sư phụ truyền tin đến, bảo là mệnh đèn của Dương Đàm đã tắt. Thật quá trùng hợp, nàng vừa định tìm Dương Đàm thì mệnh đèn của lão lại tắt. Đây là lần thứ hai Diệp Tố đến mệnh đèn đường của Tông Môn. Khi bước vào nàng thấy Trương Phong Phong đang đứng ở bên trong, trong tay cầm ba nén nhang, ông quay đầu nhìn nàng, tới rồi. Vừa rồi con ở vô Âm Tông tìm Dương trưởng lão." Diệp Tố nhìn mệnh đèn đã tắt tối đen nói. Mệnh đèn tắt một canh giờ trước. Trương Phong Phong cắm ba nén nhang vào trong lưu hương, "Con tìm Dương trưởng lão có chuyện gì?" "Ông ta cầm một món đồ của tiểu sư đệ đưa cho tiểu sư muội, con muốn hỏi một chút về chuyện đó." Diệp Tố còn chưa kịp giải thích cho sư phụ về chuyện Ninh Thiền giao nên chỉ nói đại khái. Trương Phong Phong than một tiếng, trả lại đồ vật cho người, nhận lấy trừng phạt là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu sư muội con sai ở chỗ là lòng tham không xứng với năng lực. Nó không nghĩ đến nếu khế ước cộng sinh tốt như vậy thì năm đó khi cửa yêu giới còn mở thì sao không phải ai cũng ký kết loại khế ước đó. Không phải tất cả tu sĩ đều tin tưởng có thể theo kịp tốc độ tu luyện của yêu. Hiện giờ cũng không hỏi được Dương Đàm, tiếp theo con tính làm gì? trương phong phong quay sang một mặt tường khác nơi chứa tất cả mệnh đèn đã tắt cúi người vái sâu một cái trong lòng yên lặng niệm vài câu sau đó mới quay đầu nhìn diệp tố sư phụ hy vọng tất cả mấy đứa đều sống tốt con sẽ đi một chuyến bồng lai nữa diệp tố nói với trương phong phong à sư phụ con còn muốn mang một ít pháp khí đi mang đi đâu ma giới trương phong phong nghĩ nghĩ ngói tiến vào ma giới không phải đại năng thì cũng là đệ tử đại tông trình độ không thấp vừa lúc mấy người phạm trưởng lão mới luyện chế một đám pháp khí hẳn là thích hợp còn lấy đi đi cảm ơn sư phụ sau khi nhận lấy pháp khí diệp tố một lần nữa rời khỏi thiên cơ môn đi bồng lai nàng muốn hỏi bồng lai trường sử rốt cuộc năm đó đã nhìn trộm cái gì mà lại khiến toàn bộ năng lực đoán trước tương lai của bồng lai biến mất ảo thuật bồng lai đã không còn ngăn cản được Diệp Tố. Tuy nhiên điều khiến nàng bất ngờ chính là trên cây bồ đề che trời không có bóng dáng một ai. Nàng dẫn theo du phục thời và tàng lục đi từ chỗ thấp nhất đến tầng cao nhất, không gặp được người nào cả. Diệp Tố nhíu mày đi một vòng trong đại điện ở tầng trên cùng, nàng đi đến trước một mặt tường, khom lưng đưa tay triệt tiêu thanh khiết thuật được dùng trước đó, khôi phục lại nguyên trạng, nàng xem xét dấu bụi bặm trên mặt đất. Nàng đưa tay sờ soạn sàn nhà, có mấy chỗ trũng xuống, nơi này trước đó hẳn là nơi để kệ sách. Kỳ lạ, ngay cả kệ sách đều dọn đi sạch sẽ. Diệp Tố đứng dậy phủi phủi tay nhìn chung quanh, ngoại trừ kệ sách thì những đồ vật khác lại không thiếu thứ gì, bồng lai đây là bỏ luôn cây bồ đề này sao? Tiểu sư đệ Diệp Tố thấy du phục thời đột nhiên đi xuống dưới nên liền tức khắc đi theo chỉ thấy tiểu sư đệ đi đến sân viện mà trước đó bọn họ đã từng ở. Làm sao vậy? Diệp Tố đi theo phía sau hỏi. Nó vẫn còn ở đây. Du Phục Thời chỉ chỉ vào bên trong nói với Diệp Tố. Diệp Tố kéo Du Phục Thời ra phía sau mình sau đó mới bước vào sân, nàng phát hiện người giấy đưa quả Bồ đề cho các nàng lúc trước vẫn còn ở đây, ngay cả khay cũng còn cầm trên tay. Tỉnh. Diệp Tố búng tay một cái trước mặt người giấy rót linh lực vào người nó. Người giấy vẫn luôn rũ đầu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn ba người. Mấy người trưởng sử đã đi đâu rồi? Diệp Tố hỏi, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Người giấy lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng đặt khay xuống mặt đất, sau đó tự xé mở bản thân ra. Người, Diệp Tố vừa muốn ngăn cản liền nhìn thấy trong thân thể người giấy có chữ viết. Tìm được tháp linh sẽ có một đường sinh cơ tháp linh. Diệp Tố nhớ tới lời bồng lai thánh sứ nói với nàng trước khi rời khỏi luân chuyển tháp. Nhưng mà, nàng đi đâu tìm tháp linh đây? Một đường sinh cơ là chỉ cái gì? Ai có thể có một đường sinh cơ? Yêu chủ, trên thân thể hắn viết cái gì? Quy nhìn không hiểu, tàng lục nhìn nhìn một hồi thì quay sang hỏi du phục thời. Du phục thời có chút đắc ý liếc mắt nhìn tàng lục, ngươi là đồ thất học. Tàng lục khó hiểu, thất học là cái gì? Người không biết chữ. Dù phục thời chỉ chỉ vào chính mình, ta biết chữ, người không biết, cho nên ngươi là thất học. Yêu chủ lợi hại, quy đúng là thất học. Tàng lục tức khắc phụ họa hết lời. Diệp tố nhìn chằm chằm dòng chữ trên người giấy, không bao lâu sau người giấy bỗng hóa thành giấy vụn, biến mất trước mắt ba người. Diệp tố nghĩ mãi cũng không có manh mối nào về tháp linh, chỉ đành tạm thời gác nó sang một bên, nàng còn phải đi ma giới, mấy người dịch huyền đều đang ở bên trong đó. Chúng ta đi ma giới. Diệp Tố quay đầu nói với Du Phục Thời. Nơi tam giới giao nhau, những tu sĩ canh giữ bên ngoài ma giới vẫn còn đó. Khi Diệp Tố đến nơi thì đuôi mắt xẹt qua vị trí mà Luân Truyền Tháp đã đứng trước kia. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi bồng lai có phải cũng ôm theo Luân Chuyển Tháp chạy rồi hay không chương 181 Bao tải Các người hiện tại đi vào luôn sao? Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ nhìn ba người diệp tố hỏi. Vâng, nhanh chóng tiêu diệt ma giới, trả lại bình an cho tu chân giới. Diệp tố vừa nói vừa cố ý quay đầu nhìn thoáng qua tu chân giới. Hiện giờ tu chân giới quá loạn, một vị trưởng lão của thiên cơ môn chỉ là đi ra ngoài một chuyến vậy mà mệnh đèn lại tắt. Chu Tông chủ nhíu mày, trưởng lão thiên cơ môn. Trước đó không lâu ông mới nghe nói phạm trưởng lão của phá nguyên môn dẫn theo đệ tử trở về thiên cơ môn, chẳng lẽ nhanh như vậy đã xảy ra chuyện. Ánh mắt của Diệp Tố không giấu vết đảo qua nét mặt người của các tông, là sư phụ của tiểu sư muội của vãn bối, mấy ngày trước ông ấy đi ra ngoài, không ngờ mệnh đèn đột nhiên tắt. Chờ bình định được ma giới, tu chân giới sẽ tốt lên. Chu kỳ trấn an tuy rằng nói tu chân giới cá lớn nuốt cá bé nhưng nếu chỉ là đi lại bình thường thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì chỉ là mấy năm nay bởi vì ma quân xâm lấn là tình hình trở nên loạn lạc sắc mặt của tông chủ vạn phật tông và tông chủ côn luân vẫn như thường không có gì thay đổi diệp tố thu hồi ánh mắt chúng ta đi vào đây cẩn thận ma vật chu tông chủ nói sau khi vào các ngươi xem thử có thể liên hệ được những người khác không diệp tố vâng một tiếng sau đó cùng du phục thời và tàng lục bước qua cửa vào ma giới. Ma giới, yêu giới và tu chân giới hoàn toàn bất đồng, về mặt tài nguyên thì ma giới là nơi cằn cỗi nhất, thêm nữa hoàn cảnh u ám, không chung suốt ngày một mảnh tối tăm, gió cát gào thét khắp nơi. Diện mạo của ma vật trong ma giới thiên kỳ bách quái, có người đoán hẳn là do có quan hệ với không gian tối tăm, vì không nhìn thấy rõ mặt nhau nên cứ lớn lên loạn tùng phèo, xấu đến không nỡ nhìn thẳng vừa đặt chân vào ma giới du phục thời liền dựng lên chuông linh lực bao lấy diệp tố và chính mình. Tàng lục ở bên cạnh bị gió cát thổi cho đầu xù tóc rối. Ông vừa nhắm tịt hai mắt vừa nhanh chóng vung tay lên dựng chuông linh lực cho bản thân. Diệp Tố cầm truyền tin Ngọc Điệp thử thử nhưng không thể liên hệ được những người khác. Truyền tin Ngọc Điệp vào ma giới đã mất hiệu lực. Tàng lục lấy ra một cái ốc biển, hô to vào nó, quy nhi tử, con ở đâu? Diệp Tố Ốc biển trên tay tàng lục hẳn là một cái pháp bảo. Tuy nhiên lúc trước ốc biển bên hông của tàng thất đã bị hồ vương đạp nát, chắc đã đổi một cái mới. Quy nhi tử, tàng lục hô vài lần rốt cuộc đối diện mới có hồi âm. Âm thanh truyền đến là một trận ma vật gào giống, nghe cực kỳ dọa người. Quy nhi tử, tàng lục có chút lo lắng, con là độc đinh của nhà Quy, không được chết nha. Cha, con đang bận thanh âm tàng thất đứt quãng truyền tới, ma giới. Có nhiều ma vật quá. Ông hỏi bọn họ đang ở đâu? Bên người có những ai? Diệp Tố nói với tàng lục. Không ít đại năng của tu chân giới đều vào ma giới, còn có các yêu vương cũng có thể đối phó được các ma tôn. Bình định ma giới chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra Diệp Tố nghĩ, chỉ cần tu chân giới dẫn quân tiến vào cũng đã có thể tạo thành đả kích nghiêm trọng cho ma giới, dù sao các vị đại năng bế quan của các đại tông đều đã ra tới, ma giới lại tổng cộng chỉ có ba vị ma chủ, còn đã chết một vị, căn bản không cần đến yêu tộc. Tuy vậy tu chân giới vẫn muốn liên thủ với yêu tộc, hẳn là vì muốn giảm bớt thương vong, đồng thời có thể đạt được hiệp nghị với yêu giới. quy nhi tử con đang ở đâu? Bên cạnh có những ai? Tàng lục hô lên với ốc biển. Sau một lúc lâu, ốc biển mới truyền ra thanh âm, con không biết đang ở đâu có quá trời ma vật bên cạnh con có dịch huyền còn có sau đó ốc biển vang lên tiếng những người khác báo tên là đệ tử ngô kiếm phái dịch huyền ở đó sao để đệ ấy cầm ốc biển nói chuyện diệp tố vừa nói vừa ra hiệu tàng lục đưa ốc biển cho mình tàng lục tiếp tục kêu to quy nhi tử con đưa ốc âm đưa cho dịch huyền diệp tố muốn nói chuyện với hắn chờ con một lát. Tàng thất bận bịu giết ma, qua thời gian một chén trà nhỏ, ốc âm đối diện rốt cuộc đổi sang người khác. Đại sư tỷ, thanh âm nghi hoặc của dịch huyền truyền đến, còn mang theo tiếng thở dốc. Mọi người tách ra Diệp tố hỏi hắn. Tách ra, dịch huyền trả lời, yêu quân của bảy yêu tộc và đệ tử của các tông sau khi vào ma giới thì chia ra các nhánh đi về các hướng khác nhau. Diệp Tố dừng một chút hỏi, nói cho tỷ nghe chia ra như thế nào, bên cạnh đệ có đại năng không? Tất cả đại năng đều đi thẳng đến điện Ma chủ, tụi đệ thì ở bên ngoài phân công đối phó ma quân. Phía dịch huyền vang lên một tiếng rít bén nhọn, hắn im lặng một lát, sau đó nói tiếp, ma vật tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, ngoài ra, nhánh của đệ được phân đi về phía đông, vận khí hơi kém, đụng phải bốn tên ma tôn. Bốn ma tôn Dựa theo thông tin mà bọn họ có được, Ma Tôn tổng cộng có 7 người, cảnh giới tương đương với tông chủ các đại tông, nhưng trước khi ma quân xâm lấn cũng đã chết một người. Nói cách khác, Ma Tôn của ma tộc chỉ còn lại 6 người, trong đó có một người bọn họ đã từng giao thủ, chính là người tên Điêu lúc trước. Dịch Huyền, có phải đệ đang đối chiến với Ma Tôn không? Diệp Tố đột nhiên hỏi hắn. Đáp lại Diệp Tố là một trận tiếng đao kiếm leng keng. Lúc này du phục thời bỗng kéo kéo ống tay áo Diệp Tố, chỉ về phía trước nói, có người. Diệp Tố ngước mắt nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy gió cát nhảy múa trong không trung tối tăm, nàng hơi nghiêng đầu, phóng xuất thần thức cha xét ra xa ngàn dặm. Nàng thấy được nhánh quân gồm hợp hoan tông và vũ tộc. Khổng Tước Vương và Tông Chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt đang đối phó Ma Tôn. Dịch Sư Đệ, Diệp Tố Hô lớn với ốc âm, bên tỷ cũng có ba ma tôn dịch huyền né tránh công kích của ma tôn với thân hình khổng lồ ở đối diện hắn lăn một vòng trên mặt đất một chiếc rìu khổng lồ theo sát bổ xuống chặt đứt ống tay áo của hắn rìu một lần nữa vung lên xẹt ngang nhanh như chớp cách không cắt đứt mấy sợi tóc của hắn tay hắn vẫn siết chặt ốc âm không buông nghe vậy thì kinh ngạc không thôi ba ma tôn chứng tỏ trong ma giới không phải chỉ có mỗi bảy ma tôn diệp tố nói chúng ta rất nhanh sẽ chạy qua đó, các đệ cố gắng kiên trì một chút. Được. Diệp Tố trả lại ốc biển cho Tàng Lục, ma tôn đằng trước phiền ông rồi. Tàng Lục phất phất tay, trong chớp mắt biến mất trước mắt hai người. Quy đi trước, giải quyết xong đám này thì chúng ta đi tìm Quy Nhi Tử. Sao ngươi không phiền ta? Dù phục thời đứng trong cùng chuông linh lực với Diệp Tố cúi đầu, nhíu mày nhìn nàng, có chút bất mãn nói tiểu sư đệ cũng muốn tham chiến. Diệp Tố cười nói, ta cho rằng đệ không muốn động. Du phục thời. Tuy rằng hắn ngày thường lười nhắc thành thói nhưng cũng không thích Diệp Tố nói ra. Không đợi Diệp Tố nói tiếp, Du phục thời bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, trong nháy mắt hai người xuất hiện trước mặt tốt ma quân. Tàng lục bị vượt qua. Sau khi Du phục thời dừng lại, hắn rút ra khớp huyết kiếm, Diệp Tố thấy được hắn chỉ là nhẹ nhàng cắm thân kiếm đỏ như máu xuống mặt đất, thân kiếm đâm vào đất còn chưa tới nửa thanh, nhưng lấy thân kiếm làm trung tâm như có một luồng lực lượng vô hình tỏa ra, chấn động chung quanh. Ngay sau đó mặc kệ là tu sĩ, yêu tộc hay là ma tộc thì toàn bộ đều bị chấn hôn mê, ngay cả Ngô tông chủ và Khổng Tức Vương cũng không ngoại lệ. Tam tộc gọn gàng ngã xuống. Diệp Tố Tàng lục tới nơi thì vừa lúc đụng phải dìa chấn động, thân thể cũng không kìm được mà lắc lư, mai rùa cũng đều toát ra. Ông lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, nói, yêu chủ, sao ngài lại tự mình động thủ? Màu tím trong mắt du phục thời rút đi, có chút tranh công mà nhìn về phía Diệp Tố, ta lợi hại hơn yêu quy kia. Diệp Tố, hiện tại xử lý mấy người này thế nào đây? Tam tộc đều hôn mê sạch sẽ, nên chờ bọn họ tỉnh lại rồi đánh hay bây giờ cứ trước giết hết đám ma vật này du phục thời lật cổ tay lấy ra từ trong giới ba cái bao tải trông giống túi càn khôn hắn mở ra ba bao lần lượt thu vào từng bao ma tu sĩ và yêu tộc thu xong còn lắc lắc xong rồi khóe miệng diệp tố giật giật với bản lĩnh này của tiểu sư đệ thì một người cũng đủ càn quét ma giới rồi làm tốt lắm Diệp Tố giơ ngón tay cái lên cổ vũ, sau đó lại hỏi, đệ có chỗ nào không thoải mái không? Linh lực của tiểu sư đệ lúc nào lúc thấp, thật khiến người khác không yên tâm. Ta không sao hết, dù phục thời bóp nát mấy khối cực phẩm linh thạch màu tím lấy ra từ trong giới. Diệp Tố nhìn hắn bóp nát linh thạch hấp thu linh khí, đột nhiên hỏi, có phải lúc trước vì mất đi ngạch linh huyết nên đệ không thể mở ra được giới của mình? Dù phục thời nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như là vậy. Chúng ta đi tìm Quy Nhi tử đi. Tàng lục nói với bọn họ, yêu chủ, chiêu vừa rồi của Ngài Quy cũng biết. Diệp Tố quay đầu nhìn sang, vậy lần sau ông cứ dùng chiêu này, chúng ta phụ trách thu người. Được, tàng lục sảng khoái đồng ý. Tàng lục là độ kiếp đại năng, thần thức có thể nhẹ nhàng quét khắp ma giới. Hơn nữa thần thức của Diệp Tố cũng rất mạnh hai người rất nhanh tìm được vị trí của nhóm dịch huyền. Không chỉ có hắn và tàng thất mà còn có không ít yêu tộc và đệ tử các tông khác. Quy tới đây, tàng lục vừa hô to vừa sông tới. Không giống du phục thời dùng kiếm, ông trực tiếp dùng sóng âm công kích. Ba chữ vừa nói xong thì mọi người trước mặt liền ngã xuống như giả. Duy chỉ có ma tôn ở đối diện dịch huyền. Thân hình khổng lồ trồng chất vết thương vẫn chỉ lung lay không chịu ngã xuống. Tàng lục thấy vậy đá một chân, ma tôn không gắn gượng nổi nữa ngã xuống một cái ẩm, bụi bay mù mịt. Du phục thời mở ba bao gia định làm như cũ thu tam tộc vào trong, nhưng Diệp Tố giơ tay bảo hắn từ từ, nàng kéo tàng thất và dịch huyền ra khỏi đám người, đánh thức hai người dậy, sau đó cho các tu sĩ, yêu tộc bị thương nặng uống đan dược, lúc này mới nói, thu đi. Có tàng lục một đại năng ở độ ngụy thần và ba chiếc bao tải nghịch thiên của du phục thời, Đoàn người mở ra trạng thái vô địch, thu nạp tất cả ma vật gặp trên đường đi vào túi, còn yêu tộc và tu sĩ Diệp Tố cũng bảo Du Phục Thời tạm thời thu vào trước, về sau lại thả ra. Dịch Huyền liếc nhìn bao tải trong tay Du Phục Thời hỏi, "Bao này có thể thu ma chủ không?" "Không biết." Du Phục Thời buộc bao tải lại, nhưng thu ngươi thì không vấn đề. "Dịch Huyền, chúng ta đi điện ma chủ." Diệp Tố vừa nói vừa ngửa đầu nhìn tòa cung điện dù ở cực xa vẫn có thể nhìn thấy. Điện ma chủ nằm trên một ngọn núi màu đen cao chót vót, chỉ mới nhìn từ đằng xa mà đã có thể cảm nhận đi lên đến đó không phải là một chuyện dễ dàng. Mây mù lờn vờn xung quanh đỉnh núi còn đen hơn mây ở xung quanh. Lâu lâu sẽ có tia sét đánh xuống. Người bình thường nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ sinh ra cảm giác đè nén, bực bội trong lòng. Các đại năng đều đã vào đó, hẳn là có thể đối phó được hai ma chủ tàng thất nói bây giờ chúng ta đi vào nhỡ đâu gây thêm phiền toái cho họ thì sao cha ngươi cũng là đại năng diệp tố nhìn về phía tàng lục quy mang các người lên đó tàng lục vỗ ngực nói điện ma chủ là chỗ quen của quy ông quen thuộc điện ma chủ diệp tố híp mắt đã từng tới rồi ư trước kia quy hay tới chơi lắm tàng lục ngẩng đầu nói Bình Thư Lan là bạn của ta." Dịch Huyền đứng ở bên cạnh sắc mặt thoáng chốc cứng lại, hắn chậm rãi nhìn về phía Tàng Lục, "Ông và bà ấy là bạn? Chúng ta trước kia thường hay thăm thú các nơi với nhau." Tàng Lục nhìn điện ma chủ có chút hoài niệm, nhưng mà sau đó đại môn yêu giới đóng lại, chúng ta cũng không liên lạc nữa. "Bà ấy đã chết." Dịch Huyền mặt không biểu tình nói. "Tàng Lục ngẩn ngơ, đều đã chết cả rồi." bà ấy là bạn của ông, nhưng ông vẫn đồng ý vào đây bình định ma giới sao? Diệp Tố đột nhiên hỏi. Quý chỉ nghe theo lời của một mình yêu chủ. Tàng lục nắm cổ áo tàng thất kéo sang, nghiêm túc nói, còn có quy nhi tử, quy tôn tử, quy tôn tôn tử đều phải nghe theo yêu chủ. Chúng ta đến điện ma chủ đi. Diệp Tố vỗ vỗ bà vai dịch huyền, Bình Thư Lan không có liên quan gì đến dị động của ma giới. Dịch Huyền cúi đầu, cùng đi theo bọn họ về phía trước. Khi đoàn người chạy gần đến điện ma chủ thì lại gặp lại một người đã không thấy. Một thân hắc y của đối phương ướt đẫm, từng bước chân đều có máu tươi rơi xuống, khắp hai chân đều là vết thương, không phải là vết thương gây ra do vũ khí mà như là dấu vết của một trận pháp nào đó cơ ra, có vẻ hắn mạnh mẽ xông ra từ một trận pháp nào đó. Diệp Tố nhìn người đối diện ngả nghiêng lảo đảo chạy tới, khi thấy rõ được mặt hắn liền không tin được hô lên, vu thừa duyệt.